Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp lại tất cả các sự kiện đã diễn ra trong tuần qua. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ván cờ lật ngược. Cùng với Tổng cục An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, Tổng thống Putin đã tích lũy được một danh sách đáng gờm những kẻ phản bội nước Nga và những kẻ vẫn còn ẩn nấp. Giờ đây, Vladimir Putin được toàn quyền để triển khai các quyền hạn thiết quân luật của chiến dịch chống khủng bố. Một chiến dịch chống khủng bố phức tạp trên phạm vi rộng hiện đang có hiệu lực ở Moscow và hơn thế, đang làm phương Tây choáng váng và bối rối. Những nước cờ cao tay của Tổng thống Putin đã làm lộ rõ các toan tính và đường đi nước bước trong ván cờ chính trị của phương Tây và đặt nó đúng chỗ. Thứ nhất, ông chủ tập đoàn Wagner là Prigozhin đã nhận được một suất lưu vong ở Belarus và giờ đây đang trong vòng quản thúc. Thứ hai, các chiến binh Wagner sẽ được hợp nhất thành một quân đoàn chính quy. Thứ ba, nước Nga trở nên đoàn kết hơn sau biến cố này. Cuộc đảo chính của ông chủ tập đoàn Wagner được coi là cú chơi khăm vĩ đại nhất của Nga ở phương Tây từ trước đến nay. Một lần nữa, thực tế chứng minh Tổng thống Putin là một chính trị gia lão luyện số một của nước Nga. Sau khi giữ im lặng chiến lược trong vài giờ kể từ khi ông chủ Wagner tuyên bố hành quân tới Moscow, sự can thiệp của Vladimir Putin đã thu hút được sự ủng hộ hoàn toàn từ dân chúng, các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Chechnya. Vào thứ Bảy ngày 24 tháng 6, lực lượng Wagner cách Moscow 200 km. Vậy mà vào ngày Chủ nhật 25 tháng 6, Wagner chỉ còn cách Kiev 100 km. Đó được coi là nghệ thuật chiến tranh tôn tử, và Tổng thống Putin được cho là một tay chơi quái kiệt trong việc ngày càng làm lộ rõ hơn ván bài đầy mưu mô của phương Tây. Ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy cuộc binh biến của Prigozhin đã được phương Tây hậu thuẫn. Tờ Wall Street Journal hôm 28 tháng 6 đăng bài viết có tiêu đề Prigozhin của Wagner đã lên kế hoạch bắt giữ các nhà lãnh đạo quân sự Nga. Bài báo cho biết, các quan chức phương Tây tin rằng âm mưu ban đầu có cơ hội thành công cao, nhưng đã bị thất bại sau khi âm mưu bị bại lộ, buộc Prigozhin phải ứng biến bằng một kế hoạch thay thế. Dư âm của cuộc đảo chính thất bại vẫn âm ỉ trong suốt một tuần qua, khi chiến dịch tuyên truyền của truyền thông dòng chính Mỹ tuyên bố sai sự thật rằng Nga đã bị suy yếu bởi cuộc binh biến của Wagner. Tờ Washington Post đưa tin về vị thế của Putin với tư cách là người hùng toàn cầu gặp nguy hiểm sau cuộc nổi dậy. Trong khi đó, New York Times tiếp nối trong một nỗ lực vô ích nhằm gieo rắc nỗi hoang mang trong dư luận Nga khi đăng tải một bài viết có tiêu đề "Tướng Nga biết về kế hoạch nổi loạn của chỉ huy lính đánh thuê". Trong đó, hàm ý rằng tướng Sergei Sovikin đã giúp lập kế hoạch cho các hành động nổi loạn của ông chủ tập đoàn Wagner. Rõ ràng, tình báo và tổ hợp truyền thông phương Tây tiếp tục tung hỏa mù nhằm gây rối loạn nội bộ của nước Nga. Tuy nhiên, có một thực tế là tướng Surovikin tất nhiên biết có điều gì đó không ổn với ông chủ tập đoàn Wagner. Toàn bộ giới lãnh đạo Nga đều biết điều đó. Rõ ràng là có một mệnh lệnh đã được đưa ra khi lực lượng biên phòng, lực lượng an ninh nội địa Nga, cảnh sát và quân đội Nga án binh bất động và Prigozhin có thể làm những gì ông ta muốn. Rõ ràng, mục đích chính của Tổng thống Putin là tránh những thương vong không cần thiết. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu chiến binh Wagner tham gia vào vụ đảo chính này? Giới quan chức ước tính có khoảng 2.000 đến 2.500 chiến binh sau khi họ đếm các thiết bị vận chuyển trong các đoàn xe của lực lượng Wagner. Điều đó có nghĩa là phần lớn trong số gần 30.000 chiến binh Wagner đã không tham gia vào vụ binh biến này. Điều này càng cho thấy tầm nhìn chiến lược của Vladimir Putin khi làm phá sản mọi toan tính của phương Tây và khóa chặt mọi sự điên rồ của Prigozhin trong tương lai. Putin, nhà lãnh đạo quái kiệt. Vào tối ngày 26 tháng 6, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước quốc dân lần thứ hai nhằm hạ màn âm mưu đảo chính của ông chủ tập đoàn Wagner. Về cơ bản, đó là một bài phát biểu chúc mừng rất xứng đáng. Điểm đáng chú ý nhất trong bài phát biểu này chính là việc Tổng thống Putin giải thích lý do đằng sau quyết định phân biệt. Phần lớn binh lính và chỉ huy của tập đoàn Wagner cũng là những người Nga yêu nước, trung thành với người dân và nhà nước của họ. Ông đã bày tỏ sự biết ơn đối với quyết định đúng đắn mà họ đã đưa ra để không tham gia vào cuộc đổ máu huynh đệ tương tàn và dừng lại trước khi đạt đến điểm không thể quay lại. Đối với công chúng Nga, đây có lẽ là phần được chờ đợi nhất trong bài phát biểu của Tổng thống Putin khi ông nói: "Tôi sẽ giữ lời hứa. Một lần nữa, mọi người đều được tự do quyết định. Nhưng tôi tin rằng lựa chọn của họ sẽ là lựa chọn của những người lính Nga, những người nhận ra rằng họ đã phạm phải một sai lầm thảm khốc". Điều đáng chú ý là Tổng thống Putin đã phê chuẩn lệnh ân xá chung cho những người tham gia vào âm mưu đảo chính và cấp một hành lang an toàn cho Prigozhin và những cộng sự của ông ta tới Belarus, cũng như đưa ra một đề nghị các chiến binh Wagner gia nhập quân đội Nga. Tất nhiên, những quyết định này của ông đã được công chúng Nga đón nhận. Như vậy có thể thấy, Tổng thống Putin là một chính trị gia cực kỳ lão luyện khi ông cân nhắc cẩn trọng rằng
người dân Nga vẫn có sự tôn trọng nhất định về các chiến binh Wagner vì lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng, lòng yêu nước và sự trung thành của họ. Những diễn biến trên chiến trường Bakhmut không khác gì một cuộc chiến tiêu hao kéo dài suốt 8 tháng qua, đã làm cạn kiệt quân đội Ukraine và đánh dấu cột mốc quyết định trong cuộc chiến. Thành công tại Bakhmut đã ăn sâu vào tâm lý người Nga khi Wagner được cho là lực lượng có vai trò chủ chốt, khiến thành phố chiến lược này của Ukraine bị thất thủ. Tình cảm của dân chúng Nga được phản ánh rõ nét khi các đoàn xe của Wagner tiến vào Rostov và nắm quyền kiểm soát một số văn phòng quân sự, dẫn đến một cuộc đảo chính không đổ máu của thành phố. Có một cảnh tượng kỳ lạ là dân chúng Nga tỏ ra thờ ơ khi xe tăng di chuyển trên đường phố và hàng rào an ninh được dựng xung quanh các cơ sở quan trọng của thành phố. Họ vẫn đi lại trên đường phố, hòa lẫn với những người lính Wagner. Họ thậm chí còn tặng bánh và nước cho các chiến binh đang làm nhiệm vụ. Những nhân viên vệ sinh đường phố vẫn bình thản làm công việc của họ ngay bên đoàn xe tăng thiết giáp. Không có bất kỳ sự hoảng loạn nào tại thành phố Rostov, và đó là điều mà truyền thông phương Tây hoàn toàn bất ngờ. Rõ ràng, Tổng thống Putin đã có những quyết định hợp lòng dân khi không truy tố Prigozhin vì tội xúi dục nổi loạn. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một bước ngoặt mới trong vụ binh biến rúng động này đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều theo giờ Moscow. Hôm 27 tháng 6, khi Tổng thống Putin có bài phát biểu với các quân nhân để bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với những người đã làm nhiệm vụ trong những ngày định mệnh của âm mưu đảo chính. Đáng chú ý, Tổng thống Putin đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một sự lạc đề và hé lộ một trong những bí mật được giữ kín nhất của nước Nga. Đó là tập đoàn Wagner thực chất là một công ty con của nhà nước Nga. Tổng thống Putin nói, những người phục vụ và làm việc cho công ty này, Wagner, được tôn trọng ở Nga. Đồng thời, tôi muốn chỉ ra và tôi muốn mọi người nhận thức được thực tế rằng tất cả các khoản tài trợ mà tập đoàn Wagner nhận được đều đến từ nhà nước. Tập đoàn này nhận được tất cả kinh phí từ chúng tôi, từ Bộ Quốc phòng, từ ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tập đoàn Wagner đã nhận được 86,262 tỷ rúp để chi trả tiền lương và thưởng cho quân nhân. Nhưng trong khi nhà nước chi trả tất cả các nhu cầu tài trợ của tập đoàn Wagner, chủ sở hữu của công ty, Conco, nhận được từ nhà nước, hay tôi nên nói là kiếm được 80 tỷ rúp, tương đương với 940 triệu đô la thông qua Wellington. Với tư cách là nhà cung cấp thực phẩm và căng tin cho quân đội, nhà nước chi trả tất cả các nhu cầu tài trợ của mình, trong khi một phần của tập đoàn này, ý tôi là công ty Conco, đã kiếm được 80 tỷ rúp cùng một lúc. Tôi hy vọng rằng không ai ăn cắp bất cứ thứ gì trong quá trình này, hoặc ít nhất là không ăn cắp nhiều. Rõ ràng là chúng tôi sẽ xem xét tất cả những điều này. Với tiết lộ công khai này của Tổng thống Putin trước toàn thể quân nhân và dân chúng Nga, đây hẳn sẽ là một bất ngờ khá khó chịu đối với cá nhân ông Prigozhin và ngầm gửi đi thông điệp rằng chính phủ Nga đang điều tra đế chế kinh doanh của gia đình ông. Như vậy có thể thấy, đế chế kinh doanh mà nhà tài phiệt Prigozhin đã tạo dựng nhờ sự bảo hộ của nhà nước Nga là công ty Conco mà Tổng thống Putin nhắc tới cũng có thể bị đặt trong tầm ngắm. Và đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin trừng phạt một nhà tài phiệt phạm sai lầm khi tìm cách can thiệp vào chính trường Nga. Lẽ ra, ông chủ tập đoàn Wagner phải biết rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, các nhà tài phiệt không được phép can thiệp vào chính trị. Vladimir Putin đã chiến đấu thành công chống lại những kẻ đầu sỏ đã cố gắng bòn rút và làm khánh kiệt nước Nga ngay khi ông lên nắm quyền vào năm 2000. Việc Prigozhin cố gắng can thiệp để làm bay ghế Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Gerasimov, là một sự can thiệp chính trị. Tập đoàn quân sự Wagner dưới sự lãnh đạo của Prigozhin đã đi vào con đường giống như các nhà tài phiệt Nga đã từng làm với nước Nga và đã phải trả giá bằng án tù hoặc sống lưu vong. Do đó, cuộc nổi loạn của Prigozhin đã mang lại cho Tổng thống Putin một lý do thuyết phục để dọn dẹp những thành phần tham nhũng và phản bội nước Nga. Và đương nhiên, điều này được cả xã hội Nga ủng hộ. Trong vài giờ đầu tiên khi lực lượng Wagner nắm quyền kiểm soát một số văn phòng quân sự tại Rostov, lãnh đạo phương Tây đã đánh cược rằng nước Nga chuẩn bị nồi ra sáo thịt, nhưng trên thực tế cho thấy rằng không có sự đối đầu nào giữa người theo thể chế thân Nga và những người ủng hộ Wagner. Dân chúng Nga đã coi chiến binh Wagner như những lực lượng đã giúp Nga tái chiếm Crimea một cách hòa bình vào năm 2014, cũng như giành quyền kiểm soát hai thành phố chiến lược Soledad và Bakhmut vào đầu và giữa năm 2023. Tổng thống Putin đã xử lý rất tốt cuộc nổi dậy của Wagner và Điện Kremlin quản lý cuộc khủng hoảng cho thấy mức độ ổn định cao của quốc gia này. Nhìn chung, một tuần qua không phải là một tuần suôn sẻ cho nước Nga. Đó là một cuộc khủng hoảng. Nhưng đó là một cuộc khủng hoảng mà Tổng thống Putin đã xử lý khá tốt về tổng thể và giảm thiểu được tổn thất cũng như rủi ro. Có thể nói thời điểm này, nhà nước Nga đã thắng, Prigozhin đã thua. Và đương nhiên là các cơ quan tình báo phương Tây lợi dụng ông chủ tập đoàn Wagner
cũng thua thảm bại. Một cuộc đảo chính chỉ có hiệu quả nếu các cơ quan chính quyền đứng về phía Prigozhin. Cuộc đảo chính nếu muốn thành công, đòi hỏi phải kiểm soát được các đòn bẩy quyền lực của thể chế, bao gồm sự đồng lòng của các thống đốc bang, các bộ ngành và quân đội Nga. Prigozhin không những thiếu tất cả những điều này, mà trên thực tế, toàn bộ máy quyền lực Nga đã coi ông là kẻ phản bội. Vậy phản ứng từ nhà nước và người dân Nga là gì? Tại Nga, không có vụ đào ngũ nào, kể cả từ các đơn vị quân đội hay chính quyền dân sự, không có bất ổn dân sự và thậm chí không có cướp bóc, đốt phá trên đường phố như một số nước châu Âu, đặc biệt là Pháp tại thời điểm này. Vậy quốc gia nào ổn định hơn? Chiến thắng toàn diện của Tổng thống Putin có nghĩa là toàn bộ dân thường và quân đội đã tham gia ủng hộ và bảo vệ ông. Đây là điều mà không một nhà lãnh đạo nào ở bất cứ quốc gia nào ở châu Âu và kể cả Mỹ có thể đạt được mức độ tín nhiệm cao như vậy. Trong khi đó, ở bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Joe Biden đang khiến một nước Mỹ vĩ đại trở thành hình bóng của một đế chế đang dần lụi tàn vào dĩ vãng. Một đế chế đang trên đường lụi tàn. Có thể nói, trật tự hậu chiến tranh lạnh của Mỹ từ thời Tổng thống Ronald Reagan cho đến chính quyền Tổng thống George Bush đã kết thúc. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông bắt đầu làm suy yếu nước Mỹ khi trao quyền cho các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông mời nước Nga trở lại Trung Đông sau 40 năm gián đoạn. Ông khuấy động một cuộc đảo chính ở Kiev, nhưng lại bất lực khi Tổng thống Putin sáp nhập Crimea trở về với đất mẹ của Nga. Tổng thống Obama cũng thờ ơ cho phép nhóm khủng bố IS gần như chiếm được Iraq và là tác nhân của mọi sự bất hạnh ở Libya và Syria. Dưới thời của Joe Biden, ông đã tiếp nối rất nhiều những chính sách đối ngoại thảm họa của chính quyền Obama. Nếu nước Mỹ thời điểm này có một hệ thống truyền thông trung thực, một bộ tư pháp không vụ lợi và một tổ chức FBI chuyên nghiệp, thì gia đình Tổng thống Biden có thể sẽ phải đối mặt với một tội danh tham nhũng vì đã tận dụng lợi ích của Mỹ để nhận hàng triệu đô la tiền mặt của Ukraine và Trung Quốc. Nước Mỹ dưới thời Joe Biden giống hệt như một quốc gia thuộc thế giới thứ ba khi con trai ông là Hunter Biden trở nên giàu có bởi các thương vụ mờ ám tại Trung Quốc. Cũng vậy, dưới thời Joe Biden, các cơ quan chính phủ Mỹ như Bộ Tư pháp và FBI đã được vũ khí hóa trong nỗ lực loại bỏ đối thủ tiềm năng của Joe Biden khi cựu Tổng thống Donald Trump vừa chính thức bị truy tố. Cũng vậy, nước Mỹ dưới thời Joe Biden đã mất đi thể diện thảm hại khi Ngoại trưởng Antony Blinken chịu trận ngồi nghe các nhà ngoại giao Trung Quốc hạ nhục vào năm 2021, khi Ủy viên Quốc vụ Viện Vương Nghị đã nói thẳng như sau. Tôi xin nói ở đây rằng, trước mặt Trung Quốc, Mỹ không đủ tư cách để nói rằng họ muốn nói chuyện với Trung Quốc từ thế mạnh. Vào năm 2022, khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine, Tổng thống Biden một lần nữa bị mất mặt khi hai nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ chối nghe điện thoại của Tổng thống Mỹ. Hậu quả từ những chính sách đối ngoại và sai lầm tiếp nối từ chính quyền Obama và Biden đang khiến nước Mỹ dần đánh mất đi vị thế số một của mình. Sau khi tổ chức một cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014, Mỹ đã gửi đội quân ủy nhiệm NATO của mình về phía đông, cung cấp vũ khí cho Ukraine để tiến hành một cuộc chiến sắc tộc chống lại cộng đồng nói tiếng Nga ở Donbass. Sau 8 năm nội chiến, vào tháng 2 năm 2022, Nga đã bảo vệ những người nói tiếng Nga của mình khỏi bạo lực sắc tộc bằng cách tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của riêng mình. Mỹ và đồng minh phương Tây ngay lập tức thu giữ dự trữ ngoại hối của Nga ở châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời yêu cầu tất cả các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu năng lượng và ngũ cốc của Nga, với hy vọng rằng đẩy nước Nga vào con đường sụp đổ. Tuy nhiên, các nền kinh tế đầu tàu của châu Âu như Đức và các nước khác vốn phát triển mạnh mẽ nhờ được tiếp cận khí đốt giá rẻ của Nga, thì giờ đây lại phải phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng giá cao của Mỹ. Ngoài việc phải trợ cấp khí đốt trong nước của châu Âu để ngăn tình trạng lạm phát, vỡ nợ lan rộng, một tỷ lệ lớn xe tăng Leopard của Đức, tên lửa Patriot của Mỹ và các vũ khí kỳ diệu khác của NATO đã và đang bị phá hủy trong cuộc chiến chống lại Nga. Rõ ràng, chiến lược của chính quyền Joe Biden không chỉ đơn giản là chiến đấu đến người Nga cuối cùng, mà là chiến đấu đến chiếc xe tăng, tên lửa và hàng loạt vũ khí cuối cùng khác bị xóa sổ khỏi các kho dự trữ của NATO. Sự cạn kiệt vũ khí của NATO được cho là sẽ tạo ra một thị trường thay thế rộng lớn để làm phong phú thêm tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Các thành viên NATO được yêu cầu tăng chi tiêu quân sự lên 2% hoặc thậm chí là 4% GDP, nhưng hoạt động yếu kém của vũ khí Mỹ và Đức trên chiến trường Ukraine có thể đã phá vỡ giấc mơ này. Cùng với việc các nền kinh tế châu Âu đang chìm trong suy thoái, thay vì biến đồng rút của Nga thành đống đổ nát như Tổng thống Biden từng nói vào tháng 3 năm 2022, thì một năm sau, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã gia tăng với tốc độ hai con số, và nguồn cung vàng của Nga cũng đang gia tăng đáng kể. Việc nắm giữ vàng của các quốc gia khác mà chính phủ Nga hiện đang hướng tới nhằm phi đô la hóa nền kinh tế của họ cũng vậy. Những quốc gia ở Nam Bán Cầu
đang theo dõi sát sao việc Mỹ và đồng minh châu Âu tịch thu dự trữ đô la của Nga, đã khiến vị thế đồng đô la, từng được coi là đồng tiền dự trữ an toàn nhất trên thế giới, đã bị lung lay dữ dội. Chính chính sách ngoại giao sai lầm của chính quyền Biden đang đẩy khu vực Á-Âu và Nam bán cầu ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Chính quyền Biden đã làm được điều mà ngay cả Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình đều không thể hy vọng đạt được trong một thời gian ngắn như vậy. Trong khi đó, người Mỹ ngày càng trở nên hoang mang trước sự cứng rắn của Trung Quốc khi tàu chiến nước này ngang nhiên cắt mũi một tàu khu trục của Mỹ ở eo biển Đài Loan vào hồi đầu tháng 6 vừa qua. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện một thao tác gây hấn không cần thiết gần một máy bay quân sự của Mỹ trên Biển Đông trong không phận quốc tế. Chính quyền Bắc Kinh cũng chế giễu khả năng phòng thủ của Mỹ bằng cách gửi khinh khí cầu gián điệp đi khắp lục địa Hoa Kỳ, trong khi phản ứng kỳ lạ của chính quyền Biden đối với Trung Quốc hoặc là chậm chạp hoặc là phớt lờ hoàn toàn. Rõ ràng, các chính sách đối ngoại hằn thù nước Nga của chính quyền Biden đã vô tình tạo ra một trục chống Mỹ mạnh mẽ, bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran. Các kho dự trữ vũ khí của Mỹ hiện đang cạn kiệt, trong khi Ukraine đang trở nên hoang tàn ngay giữa lòng châu Âu. Chính quyền Biden đã từ bỏ hàng tỷ đô la khí tài quân sự trong cuộc tháo lui khỏi Afghanistan và đổ hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine, đồng thời chấm dứt khả năng tự cung tự cấp dầu mỏ và khí đốt của Mỹ khiến lạm phát gia tăng và làm bùng nổ nợ nần. Một Tổng thống Biden chậm chạp cần phải có người dẫn dắt và mất phương hướng khi để Thủ tướng Nhật Bản phải hướng dẫn đứng đúng vị trí cũng dễ dàng khiến giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu lợi dụng để thực hiện một số chương trình nghị sự cứng rắn, mà xung đột Ukraine là một ví dụ. Nhưng mặt khác, một Tổng thống Biden yếu ớt khi liên tục bị vấp ngã cũng đã làm cho vị thế và tầm vóc của người Mỹ trên trường quốc tế bị suy giảm nghiêm trọng. Phương Tây tức tối Putin vì ngăn chặn thành công cuộc bình biến. Trước đó, nhiều người tin rằng quyết định trục xuất ông chủ tập đoàn Wagner Prigozhin và đội ngũ thân tín của ông ta tới Belarus chỉ là màn bình phong nhằm đánh lạc hướng cho một kế hoạch nghi binh. Họ tin vào điều này dựa trên việc lý giải vì sao Tổng thống Putin lại cho Prigozhin cơ hội lưu vong thay vì tiêu diệt những kẻ nổi loạn khi đoàn xe của Wagner đang tiến đến gần Moscow hôm 24 tháng 6. Vì lý do đó, giới truyền thông phương Tây cho rằng có một kế hoạch bí mật của Tổng thống Putin nhằm di chuyển một lượng lớn nhân sự và thiết bị quân sự đến Belarus để chuẩn bị mở một mặt trận phía Bắc, thậm chí có thể tạo ra một cuộc tấn công khác vào Kiev. Họ cho rằng Prigozhin lưu vong và những người cộng tác của ông ta tới Belarus để phục vụ lợi ích của Nga, đặc biệt khi Tổng thống Belarus Lukashenko xác nhận vào hôm 30 tháng 6 rằng Wagner là một lực lượng xuất sắc khi đã hạ gục quân đoàn Pháp ở châu Phi, chưa kể đến vai trò của Wagner trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đặc biệt là chiến thắng tại hai thành phố chiến lược Soledad và Bakhmut. Để đập tan tin đồn của truyền thông phương Tây, Tổng thống Lukashenko nói như sau: họ đang xoay chuyển vấn đề về lực lượng Wagner, một công ty bán quân sự tư nhân. Nhưng hãy bình tĩnh, nếu chúng tôi có thể tiếp đón họ ở đây, điều đó sẽ tốt cho quân đội của chúng tôi. Đây là những người được đào tạo bài bản nhất. Một số người nói họ là tù nhân, nhưng xin lưu ý là thật không may, tất cả các chiến binh của họ trong số những người bị kết án đã bị chết. Một điều nữa mà phương Tây đã phát lờ, rằng những người bị kết án được thả ra khỏi các nhà tù ở Nga chỉ để phục vụ tại Nga, không một người nào ra nước ngoài để chiến đấu. Lưu ý là trước đó, Tổng thống Belarus từng cảnh báo rằng phương Tây đang âm mưu đảo chính nhằm lật đổ ông bằng cách tiến hành các cuộc xâm nhập ủy nhiệm, giống như cách mà lực lượng Ukraine xâm nhập vào Belgorod của Nga. Vì vậy mà Tổng thống Lukashenko cần sự giúp đỡ của lực lượng Wagner để bảo vệ mình. Đó là lý do tại sao ông Lukashenko nói rằng quân đội Belarus sẽ vui mừng nếu lực lượng Wagner chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với họ. Đương nhiên, người Nga cũng sẽ ủng hộ ý tưởng này của Tổng thống Belarus, vì Tổng thống Putin đã nhiều lần mô tả rằng Wagner là những anh hùng yêu nước bất chấp sự phản bội đến từ thủ lĩnh của họ. Do đó, điều này hoàn toàn hợp lý khi Wagner có thể bảo vệ đồng minh Nga là Belarus khỏi các mối đe dọa của phương Tây, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu như Tổng thống Lukashenko đã đề xuất. Ngoài ra thì có thông tin cho rằng Điện Kremlin đã chặn mạng lưới nhóm truyền thông yêu nước của Prigozhin. Theo hãng tin TASS, vào hôm ngày 1 tháng 7, thì nhóm truyền thông yêu nước bao gồm các tổ chức truyền thông như Thông tấn xã Liên bang, Tin tức Nhân dân, Kinh tế Ngày nay, Novosti và Chính trị Ngày nay. Tất cả chúng đã ngừng hoạt động. Prigozhin từng là người đứng đầu hội đồng giám sát của tập đoàn truyền thông này cho đến tháng 5 vừa qua. Vậy thì vì sao mà nhóm truyền thông yêu nước của ông Prigozhin lại ngừng hoạt động tại Nga? Nhiều khả năng là do Prigozhin và những người ủng hộ ông hiện đang chuyển đến Belarus, nên tổ hợp truyền thông này có thể đi cùng họ để tiếp tục các hoạt động chiến tranh thông tin của họ ở Belarus. Những hoạt động truyền thông này có thể ở dạng tấn công
nhằm vào các nước láng giềng NATO của Belarus, cũng như tăng cường các hoạt động nhằm củng cố sự ủng hộ cho chính quyền Tổng thống. Những hoạt động truyền thông này có thể ở dạng tấn công nhằm vào các nước láng giềng NATO của Belarus, cũng như tăng cường các hoạt động nhằm củng cố sự ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Lukashenko trước khả năng một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Như vậy, sau chuỗi diễn biến thì lực lượng Wagner hiện nay có thể trở thành tài sản an ninh quốc gia của Belarus với sự chấp thuận của Tổng thống Putin. Để đối phó với kịch bản Tổng thống Zelensky phát động một cuộc xâm nhập ủy nhiệm vào Belarus, giống như xâm nhập vào vùng Belgorod của Nga, thì lực lượng Wagner có thể được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Belarus. Lực lượng này không chỉ có thể trực tiếp ngăn chặn những kẻ xâm nhập từ Ukraine, mà còn có thể được Tổng thống Lukashenko ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm phá hủy các căn cứ của Ukraine, bao gồm cả việc đánh phủ đầu nếu phương Tây quyết định tiến hành lật đổ Tổng thống Lukashenko. Như vậy có thể thấy, thông tin lực lượng Wagner sẽ mở ra một mặt trận phía Bắc sau cuộc đảo chính thất bại của Prigozhin là không chính xác. Và những tin tức cho rằng đây là cuộc đảo chính giả mạo nhằm che đậy cho kế hoạch chuyển quân của Tổng thống Putin cũng chỉ là tuyên truyền của truyền thông dòng chính phương Tây. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Tổng thống Putin đã không dàn dựng một vụ đảo chính cờ giả và thông đồng với Prigozhin để bắn hạ các máy bay Nga như một phần lấy cớ cho kế hoạch tổng thể nhằm triển khai lực lượng Wagner tới Belarus. Đáng tiếc là thuyết âm mưu này đã lan truyền khắp cộng đồng trang mạng trong tuần vừa qua và khiến vô số người rơi vào bẫy của truyền thông phương Tây. Thực tế, Tổng thống Putin đã tha mạng cho thủ lĩnh Wagner và những người đồng lõa của ông ta nhằm ngăn chặn cuộc đổ máu quy mô lớn mà kẻ thù của Nga mong muốn. Quyết định này của Tổng thống Putin cũng giúp ngăn cản nhóm tham gia binh biến sẽ trở thành những kẻ tử vì đạo mà những kẻ cực đoan trong lòng nước Nga sau này có thể lợi dụng để gây bất ổn cho đất nước. Đồng thời, Tổng thống Putin đã ngăn chặn thành công một cuộc nội chiến mà phương Tây tìm mọi cách để kích động thông qua cuộc đảo chính nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Nga. Cả Tổng cục An ninh Liên bang Nga và Tổng thống Putin đều mô tả chính xác hành vi phản bội của thủ lĩnh Wagner là kẻ đâm sau lưng. Chỉ vì Tổng thống Putin ngăn chặn thành công cuộc binh biến quy mô lớn này mà những kẻ thù giấu mặt hiện hữu trong lòng nước Nga và cả phương Tây đều đang bực bội và cố lan truyền nhiều thuyết âm mưu. Phương Tây lan truyền thông tin rằng Tổng thống Putin đã lên kế hoạch đảo chính cờ giả và được cho là đã ra lệnh cho Prigozhin bắn hạ 3 trực thăng khiến phi hành đoàn tử nạn. Những diễn biến trên cho thấy tình hình nước Nga trong những ngày hậu binh biến vẫn khá phức tạp. Trong khi đó, tại chiến trường Ukraine, cuộc phản công của nước này được cho là không đạt được theo kỳ vọng của phương Tây. Một phần là do truyền thông phương Tây đổ lỗi cho thời tiết xấu đã cản trở những nỗ lực tiếp theo của Ukraine. Nhưng thực chất thì cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và phải hứng chịu tổn thất quá lớn. Tướng Mỹ thừa nhận Ukraine phản công chậm, tướng Ukraine đổ lỗi thiếu F-16. Vào hôm ngày 1 tháng 7, tướng Matt Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đã hứng chịu tổn thất và diễn ra chậm hơn dự đoán của các quan chức phương Tây. Đề cập đến tổn thất của quân đội Ukraine, vị tướng Mỹ này nói như sau. Người Ukraine tiến lên đều đặn, có chủ ý vượt qua các bãi mìn rất khó khăn. 500m một ngày, 1000m một ngày, 2000m một ngày, đại loại là như thế. Chiến tranh trên giấy tờ và chiến tranh thực sự là khác nhau. Trong cuộc giao tranh thực tế, đã có những người thực sự tử trận. Những người đang ở chiến tuyến và đang trong những phương tiện đó, họ đã đang bị xé vụn bởi chất nổ của đối phương. Tướng Milley cũng trả lời về cuộc phỏng vấn của Ukraine vốn được phương Tây kỳ vọng như sau. Những gì tôi đã nói là việc này sẽ mất 6, 8 đến 10 tuần. Nó sẽ rất khó khăn, nó sẽ rất dài và sẽ rất đẫm máu. Và không ai nên có bất kỳ ảo tưởng nào về bất kỳ điều gì trong số đó. Ông cũng mô tả thêm rằng, những bãi mìn của người Nga đã khiến cuộc phản công của Ukraine trở nên chậm chạp và khó khăn hơn. Theo truyền thông phương Tây, thì Ukraine cũng đã thất bại trong cuộc tận dụng tình trạng hỗn loạn bên trong nước Nga do cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner vào cuối tuần trước. Chính quyền Kiev thì đã đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, bất chấp hàng chục tỷ đô la viện trợ quốc phòng đã được gửi cho nước này. Mới đây, Tổng tham trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, tiếp tục cầu xin thêm vũ khí. Tờ Washington Post viết như sau. Để cuộc phản công của Ukraine tiến triển nhanh hơn, tướng Zaluzhny nói rằng ông cần mọi loại vũ khí với số lượng nhiều hơn. Tướng Zaluzhny bày tỏ sự thất vọng rằng trong khi những người ủng hộ phương Tây lớn nhất của ông sẽ không bao giờ tiến hành một cuộc tấn công mà không có ưu thế trên không. Ukraine vẫn chưa nhận được máy bay chiến đấu hiện đại. Những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất chỉ mới được hứa hẹn gần đây. Trong trường hợp sớm nhất thì đến mùa thu mới nhận được. Tướng Zaluzhny cũng nói rằng
quân đội của ông cũng cần phải bắn ít nhất là nhiều đạn pháo như kẻ thù của họ, nhưng đôi khi đã bị bắn nhiều hơn gấp 10 lần vì quân lực hạn chế. Như vậy có thể thấy, cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được kỳ vọng mà thậm chí còn đang chịu tổn thất ghê gớm. Thực tế cho thấy, Ukraine đã ném tất cả các nguồn lực sẵn có vào một trận chiến vô vọng để giữ thành phố Bakhmut. Ngay cả truyền thông Atalaya của Tây Ban Nha cũng từng xác nhận rằng Bakhmut là điểm đen tối nhất của cuộc chiến Ukraine, khi mỗi ngày có tới 4.000 binh sĩ Ukraine bị thiệt mạng. Nói cách khác, trong 8 tháng cố thủ tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu tổn thất lên tới 50-60.000 binh sĩ. Và rõ ràng là chính quyền Kiev không có nguồn nhân lực vô hạn để duy trì cuộc chiến này. Trong khi đó, phía Nga đang xây dựng nhiều tuyến phòng thủ kiên cố mà bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine giờ đây sẽ phải trả giá nếu muốn vượt qua các bãi mìn và hỏa lực pháo binh dữ dội của Nga. Sau 4 tuần chiến đấu, Ukraine chỉ chiếm lại được khoảng 60 km vuông đất trống và một vài khu định cư nhỏ, trong khi phải trả cái giá quá đắt. Tờ Washington Post dẫn lời một người lính thuộc lữ đoàn 37 của Ukraine hé lộ rằng đơn vị của họ có khoảng 50 người, nhưng 30 người đã không trở về. Họ đã bị giết, bị thương hoặc bị kẻ thù bắt giữ. 5 trong số các xe bọc thép của đơn vị đã bị người Nga phá hủy ngay trong giờ đầu tiên. Rõ ràng, với tốc độ tổn thất như vậy, thì Ukraine sẽ phải mất nhiều năm chiến đấu với nguồn cung cấp vũ khí và nhân lực không giới hạn thì mới có thể giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ từ tay người Nga. Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách và kế hoạch Graham Allison đã viết trên Washington Post như sau. Nói một cách dễ hiểu, ngày nay, Nga kiểm soát 17% lãnh thổ mà trước đây là của Ukraine. Nếu các lực lượng Ukraine không thành công hơn trong những tuần tới so với những gì họ đã làm cho đến nay, thì Ukraine sẽ không chiếm lại được toàn bộ lãnh thổ của mình trong 16 năm tới. Liệt kê các báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, thì Ukraine đã tổn thất khoảng hơn 300 xe tăng, 800 xe bọc thép và hơn 300 liệu pháo và các hệ thống pháo tầm xa khác. Ukraine cũng mất khoảng 22.000 người, tức là trung bình khoảng 730 người mỗi ngày. Với con số này, tổn thất chỉ tính riêng trong tháng 6 của Ukraine còn nhiều hơn những gì mà Tổng tham mưu trưởng lực lượng Ukraine từng yêu cầu hồi tháng 12 năm ngoái. Tướng Zaluzhny yêu cầu một danh sách dài các loại vũ khí. Ông nói như sau, tôi biết mình có thể đánh bại kẻ thù Nga này, nhưng tôi cần tài nguyên, tôi cần 300 xe tăng, 600-700 xe chiến đấu bộ binh và 500 liều đạn pháo. Thời điểm này, tướng Zaluzhny muốn có tiêm kích F-16 cũng như nhiều loại vũ khí hơn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, nếu quân đội Ukraine nhận được những chiếc F-16, thì họ phải đối mặt với tiêm kích Su-35 của Nga, vốn vượt trội hơn hẳn. Hệ thống radar của Su-35 có thể nhìn xa hơn F-16 và các tên lửa tầm xa của Su-35 có thể tiêu diệt F-16 trước cả khi chúng có cơ hội khai hỏa. Phương Tây thì hiện không thể sản xuất nhiều đạn dược kịp với tốc độ tiêu hao của Ukraine, trong khi Mỹ vẫn còn một số xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley trong các kho dự trữ, thì các kho vũ khí của các thành viên quốc gia NATO đã trống rỗng. Châu Âu đơn giản là không có đủ vũ khí để lấp đầy những tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu hàng ngày. Trong khi đó, thì nước Nga đã sản xuất nhiều loại vũ khí hơn so với nhu cầu quân sự thường nhật của họ. Rõ ràng, Ukraine khó có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến này, hoặc thậm chí là giữ vững các vị trí hiện tại của họ. Nếu vẫn cứ tiếp tục cuộc chiến, tổn thất của Ukraine sẽ ngày càng tăng về nhân lực và lãnh thổ. Và đó không phải là một giải pháp bền vững cho chính quyền Kiev. Trong bối cảnh Ukraine và Mỹ đang rối bời, thì hai đồng minh quan trọng của Mỹ là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ lại như ngựa bất kham và có chiều hướng củng cố quan hệ nghiêng về phía Điện Kremlin. Israel vẫn quan hệ chặt chẽ với Nga bất chấp áp lực của Mỹ và Ukraine. Mối quan hệ giữa Israel và Ukraine gần đây đã trở nên rắc rối do chiến dịch gây áp lực mới nhất của Kiev nhằm buộc tội Tel Aviv từ chối gửi thiết bị sát thương để chống lại Nga. Bộ Quốc phòng Israel đã phủ nhận một báo cáo hồi đầu tháng cáo buộc rằng nước này có kế hoạch gián tiếp chuyển xe tăng Merkava đến Ukraine. Thủ tướng Israel Netanyahu đã giải thích ngay sau đó rằng ông lo ngại bất kỳ vũ khí nào được gửi đến Ukraine đều có thể rơi vào tay Iran. Theo Thủ tướng Netanyahu, vũ khí chống tăng của phương Tây đã xuất hiện ở biên giới Israel và Điện Kremlin cũng tuyên bố rằng đó là kết quả của việc các nhóm tội phạm đã tuồn vũ khí ra khỏi Ukraine và buôn bán trên thị trường chợ đen thế giới. Trong khi đó, Đại sứ quán Ukraine tại Israel đã lên án nước này vì đã không gửi thiết bị sát thương, thậm chí còn suy đoán rằng chính quyền Thủ tướng Netanyahu đang có quan điểm thân Nga. Tất nhiên, với tuyên bố khiêu khích này,
đại sứ Ukraine tại Israel đã bị Bộ Ngoại giao nước chủ nhà triệu tập và khiển trách. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã bảo vệ quan điểm của mình bằng cách nhấn mạnh rằng Israel đã ủng hộ Ukraine thông qua các hành động như bỏ phiếu ủng hộ Ukraine tại Hội đồng Liên Hợp Quốc và cung cấp viện trợ nhân đạo. Như vậy có thể thấy, bất chấp áp lực của Washington và Kiev, Israel thực chất vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với Nga khi từ chối gửi vũ khí sát thương cho Ukraine. Lưu ý là Tổng thống Putin đã từng gây tranh cãi vào giữa tháng 6 vừa qua, trong khi từng đặt câu hỏi hai lần trong cuộc gặp với các phóng viên chiến trường và tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, rằng làm thế nào mà Tổng thống Zelensky có thể tôn vinh Stepan Bandera, một nhân vật diệt chủng người Do Thái như vậy. Đối với thế giới, ngày đầu năm mới chỉ đơn giản là ngày Tết Dương lịch, nhưng ở Ukraine thì khác. Nó còn có thêm một ý nghĩa, đó là ngày sinh của Stepan Bandera, anh hùng dân tộc Đức Quốc xã của Ukraine, và chính quyền Zelensky đã coi đây là một ngày quốc lễ. Ngay sau những bình luận của Tổng thống Putin, đại sứ Israel tại Ukraine đã lên tiếng bảo vệ quyền của Ukraine khi coi những nhân vật phạm tội ác như Stepan Bandera là anh hùng của quốc gia, cho là một vấn đề nhạy cảm giữa Nga và Israel. Tuy nhiên, chính quyền Thủ tướng Netanyahu cũng không khai thác sự khác biệt quan điểm này để làm cái cớ gửi thiết bị sát thương cho Kiev. Rõ ràng, Israel không những không muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ với Nga ở các nước láng giềng Syria, nơi mà họ đã có thỏa thuận giảm xung đột từ cuối năm 2015, mà cũng lo ngại rằng Iran, bằng cách này hay cách khác, sẽ có được vũ khí của Israel từ chiến trường Ukraine. Đây chính là những điều kiện tiên quyết khiến quan hệ Nga và Israel ngày càng được củng cố, bất chấp áp lực to lớn từ Ukraine, quốc gia đã thất bại trong việc chia rẽ hai bên và lợi dụng sự khác biệt quan điểm của họ để tôn vinh những kẻ có tư tưởng Đức Quốc xã. Trong khi Israel luôn lấy cớ từ chối gửi vũ khí cho Ukraine, thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở nên ương ngạnh hơn trong con mắt của Mỹ và NATO. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thách thức Thụy Điển gia nhập NATO. Câu chuyện về việc gia nhập NATO của Thụy Điển giờ đây có thể đang bước vào hồi kết. Sau khi đăng ký tham gia NATO cùng với Phần Lan ngay sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã mong đợi một sự gia nhập NATO nhanh chóng của hai quốc gia này. Nhưng hóa ra, mọi việc phức tạp hơn dự kiến. Thổ Nhĩ Kỳ báo hiệu rằng họ cần nhìn thấy các động thái tích cực của Thụy Điển trong các lĩnh vực như chống khủng bố, dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Ankara và thực hiện các yêu cầu dẫn độ của Thổ Nhĩ Kỳ. Phần Lan ban đầu đăng ký làm thành viên NATO cùng với Thụy Điển, nhưng đã quyết định tách ra, gia nhập NATO với tư cách là thành viên thứ 31 vào tháng 4 vừa qua. Hiện Thụy Điển đang phải phụ thuộc rất nhiều vào việc giải quyết những khác biệt giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius vào trung tuần tháng 7 tới hứa hẹn sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết. Thổ Nhĩ Kỳ hiện tỏ ra cực kỳ cứng rắn, đặc biệt khi vào đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Recep Erdogan tỏ ra tức giận khi Thụy Điển bật đèn xanh cho phép người cướp biểu tình, treo ngược hình nộm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gần tòa thị chính của Stockholm, cũng như các hành động quá khích của một chính trị gia cực hữu người Thụy Điển đã đốt một bản sao kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Thụy Điển. Mặc dù vậy, phía Thụy Điển đang phải gấp rút đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Erdogan khi đã có những vụ đồng ý dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là người cướp với tội danh khủng bố, mặc dù số lượng vẫn chưa nhiều như Tổng thống Erdogan mong muốn. Trước đó thì Thụy Điển cũng dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù Thụy Điển nhiều khả năng không ngăn cản các cuộc biểu tình chống Tổng thống Erdogan ở các thành phố của Thụy Điển, nhưng nước này có thể ngăn chặn việc diễu hành cờ của Đảng Công nhân người cướp, gọi tắt là PKK, mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhóm khủng bố. Thêm vào đó, các sự kiện đốt kinh Koran sẽ không có khả năng được phép tiếp tục diễn ra trong tương lai tại Thụy Điển. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tất cả những điều đó đã đủ để làm hài lòng Tổng thống Erdogan hay chưa? Lưu ý là vào hôm 25 tháng 6, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố với Tổng thư ký NATO rằng nếu muốn gia nhập NATO, Thụy Điển phải ngăn chặn các cuộc biểu tình của những người ủng hộ đảng PKK. Nhưng có vẻ như điều này khá khó khăn đối với Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là kỳ đà cản mũi việc gia nhập NATO của Thụy Điển, mà nước này còn cho thấy họ đang cản trở kế hoạch phòng thủ quân sự của NATO trước một cuộc tấn công tiềm tàng của người Nga. Không chỉ là thành viên NATO duy nhất không đóng cửa không phận với Nga, không ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, mà Thổ Nhĩ Kỳ còn hợp tác sâu rộng với Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, du lịch và thương mại. Đặc biệt là Tổng thống Erdogan được cho là có mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống Putin, trong khi lại coi chính quyền Biden là kẻ thù của mình. Vì sao mà Tổng thống Erdogan lại coi chính quyền Biden là kẻ thù? Có khá nhiều lý do,
mà một vài trong số đó thể hiện qua những sự kiện nổi bật sau đây. Vụ nổ bom khủng bố tại thành phố Istanbul vào tháng 11 năm 2022. Còn nhớ là vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một vụ khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng ngay sau vụ nổ bom trên đại lộ Istala ở trung tâm thành phố Istanbul hôm 13 tháng 11, khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương ở khu vực đông đúc. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu khi ấy đã cáo buộc Đảng Công nhân người Cớt đứng sau vụ đánh bom này. Điều đáng nói là Thổ Nhĩ Kỳ còn đi xa hơn đến mức cáo buộc Mỹ đồng lõa trong vụ đánh bom. Sự kiện thứ hai đó là Đại sứ Mỹ sai lầm khi gặp đối thủ của Tổng thống Erdogan trước cuộc bầu cử. Vào ngày 2 tháng 4, Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ dạy cho nước Mỹ một bài học. Lý do là ông Erdogan đã nổi giận trước chuyến thăm của Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ là Jeff Flake khi ông này đã gặp ứng cử viên đối lập Kemal Kılıçdaroğlu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ông Erdogan nói, chúng ta cần dạy cho nước Mỹ một bài học trong các cuộc bầu cử này. Đại sứ của Biden đang làm gì ở đây? Ông ta đi thăm cửa mèo, thật là xấu hổ. Hãy làm việc bằng cái đầu tỉnh táo. Ông là đại sứ, người đối thoại của ông ở đây là Tổng thống, chứ không phải là ứng cử viên đối lập. Có vẻ như chính quyền Biden đã lặp lại kịch bản của Obama vào năm 2016 nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan, và đó là một sai lầm tai hại. Tất nhiên, phương Tây không thích thú trước viễn cảnh ông Erdogan tiếp tục lãnh đạo đất nước của một thành viên có vị trí quan trọng nhất nhì trong NATO, lại tỏ ra thân thiết với Nga và thù hằn với Mỹ. Lo phương Tây hững hờ, Zelensky kêu gọi quân đội giành thành tích. Để lý giải cho cuộc phản công đang đà thất bại, trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTVE của Tây Ban Nha, Tổng thống Zelensky giải thích rằng những cơn mưa xối xả đã làm chậm một số quá trình tấn công. Vì theo ông, mỗi km lãnh thổ được giải phóng đều phải trả giá bằng sinh mạng của người Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi nhiều vũ khí hơn của phương Tây, trong khi đổ lỗi rằng những thành quả đạt được từ mùa thu năm ngoái của Ukraine giờ đây đã bị mất một phần do việc các đồng minh của Kiev chuyển giao quá muộn các hệ thống lựu pháo. Ông nói, chúng tôi dừng lại vì không thể tiến lên. Tiến lên là đồng nghĩa với việc mất người và chúng tôi không có pháo binh. Sau đó, thì Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng ông phải có nghĩa vụ với quân đội của mình và không chấp nhận những rủi ro không cần thiết khi tuyên bố như sau. Nếu họ nói với tôi rằng 2 tháng sẽ trôi qua và hàng nghìn người sẽ chết, hoặc 3 tháng và ít người hơn sẽ chết, tất nhiên là tôi sẽ chọn cái sau. Vì giữa con người và thời gian, điều quan trọng nhất thì vẫn là con người. Do lo sợ phương Tây cắt giảm hỗ trợ quân sự và tài chính, Tổng thống Zelensky đã đặc biệt kêu gọi các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đồng lòng với Ukraine hơn. Một lần nữa, điều này cho thấy chính quyền Kiev đang lo ngại rằng Washington và Bruxelles đang suy giảm nhiệt tình đối với nỗ lực chiến tranh vào thời điểm nhạy cảm khi hội nghị thượng đỉnh của NATO sắp diễn ra. CNN hôm 3 tháng 7 dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, do lo sợ mất sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ, Tổng thống Ukraine đã chỉ trích những thông điệp nguy hiểm đến từ một số đảng viên Cộng hòa, nhưng lại ca ngợi chuyến thăm hôm 29 tháng 6 của cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Ông Zelensky nói, Mike Pence đã đến thăm chúng tôi và ông ấy ủng hộ Ukraine. Trước hết, với tư cách là một người Mỹ, sau đó là một đảng viên Cộng hòa, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Tuy nhiên, có những thông điệp khác nhau liên quan đến việc ủng hộ Ukraine. Có những thông điệp đến từ một số đảng viên Cộng hòa, đôi khi là những thông điệp nguy hiểm, rằng có thể có ít sự ủng hộ hơn. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh việc duy trì sự ủng hộ của lưỡng đảng là điều quan trọng nhất đối với Ukraine, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Như vậy, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới hội nghị thượng đỉnh NATO, và như Reuters trích dẫn lời của Tổng thống Zelensky, thì trước hội nghị thượng đỉnh NATO, Ukraine buộc phải đưa ra kết quả từ cuộc chiến. Vì vậy mà tại thời điểm này, Ukraine cần phải chứng minh cho phương Tây thấy họ đang đạt được một số tiến bộ nhất định trên chiến trường. Do vậy, lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc phản công nhằm chọc thủng hàng phòng thủ của Nga bất chấp tổn thất. Tuy nhiên, ở phía đông Bakhmut, tài khoản Reuters cho biết lực lượng Nga đã thực hiện một số cuộc phản công và giành lại các vị trí đã mất khi quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên và tiến đến vùng ngoại ô Bekhovka. Trên khu vực mặt trận Vremika, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công theo từng nhóm nhỏ tại tuyến Bryupne, Staromlinika. Các đơn vị Nga vẫn đang kiềm chế kẻ thù và tiêu diệt hàng chục chiến binh mỗi ngày. Mặc dù phía Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trong khu vực Orykhiv khi len lỏi được vào các tuyến phòng thủ của Nga, cách Robotyne khoảng 300m về phía Bắc, nhưng các lực lượng Nga cũng đã giành lại được hầu hết các vị trí đã mất.
Ngoài ra, thì Ukraine bắt đầu tăng cường điều quân tới ranh giới khu vực Zaporozhye và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Kênh Telegram Chiến dịch Z, các chính ủy của mùa xuân Nga đã tường thuật tình hình như sau. Kẻ thù không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào làng Prizupne trên đỉnh mỏ Vrimitka. Một nhóm tiếp giáp và các đơn vị tấn công từ Lữ đoàn 31, Lữ đoàn 36 của lực lượng Ukraine. Với sự hỗ trợ của pháo binh, đã cố gắng đột nhập vào Prizupne từ tuyến Lavanoye, Zinovok. Các binh sĩ của Lữ đoàn 34 đã gặp phải hỏa lực của Nga. Phía Nga đã phá hủy xe tăng bằng tên lửa chống tăng, bộ binh bị tiêu diệt một phần, những người sống sót đã bỏ chạy. Theo giới quan sát, bất chấp tổn thất đáng kể, lực lượng Ukraine vẫn liên tục triển khai các đơn vị dự bị tới các vị trí ở khu vực Zaporozhye. Tầm quan trọng của khu vực này rất cao, trong khi đó, Ukraine còn quá ít thời gian để đạt được một số thành công khi hội nghị thượng đỉnh NATO đã cận kề. Đối với chính quyền Kiev, họ ít nhất cần thể hiện một số thành công để báo cáo với các nhà tài trợ phương Tây vào ngày 11 tháng 7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO để nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn, cũng như đảm bảo một vé dự bị gia nhập NATO. Tuy nhiên, mọi việc dường như diễn ra không theo ý muốn của họ. Ukraine bế tắc và tuyệt vọng. Nhiều nhà lãnh đạo ở phương Tây hiện đang thúc đẩy chủ đề tuyên truyền về sự bế tắc không thể tránh khỏi trong cuộc chiến Ukraine. Nói cách khác, phương Tây nhiều khả năng sẽ buộc Ukraine phải chiến đấu đến cùng với người Nga hoặc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Lướt qua một số tiêu đề của truyền thông dòng chính phương Tây, có thể thấy khá rõ quan điểm này. Tạp chí New York có bài Mỹ phải lên kế hoạch cho sự bế tắc ở Ukraine. Hãng tin AP cho biết Ukraine đang cố gắng chấm dứt thế bế tắc trên chiến trường theo cách có thể. Còn tờ Washington Post thì lập luận rằng Ukraine phải nắm bắt cơ hội từ Wagner. Trong khi đó, theo tờ The Guardian của Anh đặt câu hỏi, đình chiến hay bế tắc đẫm máu? Vậy thì bế tắc có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi bên, tức là Ukraine và Nga, đều ở vị thế ngang hàng và mỗi bên đều không có lợi thế chiến thuật hoặc chiến lược so với bên kia. Tuy nhiên, điều đó không giống như những gì đang diễn ra trên chiến trường. Rõ ràng là sau một tháng phản công, lực lượng Ukraine chưa có được cuộc tấn công thực sự nào và cũng chưa đạt được bất kỳ cú đột phá nào thực sự gây nguy hiểm cho hàng phòng thủ của Nga. Vì vậy mà chính quyền Kiev đang đổ lỗi cho sự thất bại này bằng cách yêu cầu một lực lượng không quân khi tướng Zalupny cầu viện Mỹ chuyển giao F-16. Nhưng do việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine là không thực tế trong tương lai gần, nên dường như phương Tây đang âm thầm chuyển sang thúc đẩy các cuộc đàm phán bí mật. Đài truyền hình ARD của Đức cho biết, một cuộc họp quốc tế bí mật về Ukraine đã được tổ chức tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, nơi mà các nhà ngoại giao của nhiều nước phương Tây đã có cuộc gặp gỡ trong điều kiện bí mật nghiêm ngặt. Với đại diện của các quốc gia trong khối BRICS, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, trong nỗ lực tìm cách thuyết phục Nga giải quyết xung đột tại Ukraine một cách hòa bình. Đài truyền hình Đức kết luận rằng các cuộc đàm phán chính thức về giải quyết xung đột có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 7. Đài này cũng nói rằng mục tiêu của phương Tây là tranh thủ sự ủng hộ của các nước BRICS này. Những nước vẫn giữ thái độ trung lập trong tình hình xung quanh Ukraine và các cuộc đàm phán được tổ chức theo sáng kiến của Kiev. Tất nhiên là chưa rõ cuộc họp này sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, nó phù hợp với diễn biến tình hình thực địa lúc này, khi giới lãnh đạo phương Tây bắt đầu cảm nhận được dư vị khắc nghiệt tại Ukraine. Giới lãnh đạo phương Tây bắt đầu nhận ra một sự thật rằng Nga có lợi thế hơn về xe tăng, pháo binh, đạn pháo, máy bay chiến đấu và các loại thiết bị quân sự. Ngoài ra, thì Nga không chỉ có lợi thế 10-1 về pháo binh, mà còn có lợi thế nhân lực 10-1 so với Ukraine. Phương Tây cũng bắt đầu nhận ra rằng nỗ lực giành lại lãnh thổ của Ukraine là vô vọng, và họ thấy mối đe dọa ngày càng tăng của một thảm họa hạt nhân. Rõ ràng là một sự tuyệt vọng đang bao trùm và có những dấu hiệu đáng lo ngại rằng chính quyền Kiev có khả năng tạo ra một sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Tuy nhiên, hiện có hai phe đối lập nhau ở phương Tây, bao gồm phe bảo thủ và phe tự do theo chủ nghĩa toàn cầu. Trong khi phe bảo thủ thúc đẩy cắt giảm viện trợ cho Kiev để hòa đàm với người Nga, thì phe tự do lại muốn thúc đẩy leo thang chiến tranh, bởi họ sẽ không bao giờ cho phép Nga giành được bất kỳ loại chiến thắng quyết định nào. Đối với giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, nếu Nga chiến thắng, điều đó đồng nghĩa kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ trật tự phương Tây. Thật không may, hiện tại thì quan điểm từ phe bảo thủ yêu cầu chấm dứt chiến tranh lại quá ít. Trong khi đó, những người theo đường lối cứng rắn lại đang chiếm số đông tại Washington, vẫn đang thúc đẩy leo thang căng thẳng toàn diện. Kịch bản cờ giả hạt nhân Zaporozhye vẫn đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết,
với hàng loạt diễn biến mới như sau. Thứ nhất, chính quyền Kiev đang thúc đẩy các cuộc diễn tập ứng phó thảm họa hạt nhân ở Nikopol, gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Thứ hai, các quan chức Ba Lan đang phát tờ rơi an toàn bức xạ. Phải chăng là để chuẩn bị cho điều gì đó theo kế hoạch của chính quyền Kiev? Thứ ba, Tổng thống Zelensky cũng đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada và cho biết rằng ông đã thảo luận về tình hình xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời cảnh báo về cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga. Ba sự kiện trên cho thấy một dấu hiệu trong cuộc khủng hoảng hạt nhân mà Ukraine đang muốn thúc đẩy. Tuy nhiên, về phía Mỹ, chính quyền Biden tuyên bố rằng họ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có ý định tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ngay cả cơ quan năng lượng quốc tế IAEA cũng đồng quan điểm với Mỹ như vậy. Câu hỏi đặt ra là, tại sao trong khi Ukraine và Ba Lan đang cố tình khuếch trương thông tin Nga sẽ cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân do chính Nga đang kiểm soát, thì Mỹ lại tuyên bố điều ngược lại? Rằng Mỹ không coi mối đe dọa của Nga cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là sắp xảy ra, bất chấp các báo cáo mới nhất của Ukraine về việc Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố. Câu trả lời có thể là chính quyền Biden đang nỗ lực để xoa dịu hoặc cố tạo ra khoảng cách với tình huống giống như cách mà Mỹ đã cố lánh xa khỏi sự liên đới với vụ nổ đường ống Nord Stream. Ngoài ra, cũng có thể chính quyền Biden gửi tín hiệu cho Tổng thống Zelensky rằng đừng nên liều lĩnh làm điều này. Phải chăng là Mỹ và đồng minh đã nhận ra rằng chính quyền Kiev trong bước đường cùng đang dùng thảm họa hạt nhân để tống tiền Mỹ, EU và NATO để phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và đảm bảo an ninh cho Kiev? Nếu nguồn cung cấp tài chính và vũ khí bị hạn chế hoặc bị cắt giảm, chính quyền Zelensky có khả năng sẽ dùng mọi cách để buộc phương Tây phải tham gia Thế chiến thứ 3 chống lại Nga, và đặc biệt khi khả năng Kiev liều lĩnh tạo ra một sự cố cờ giả tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là khá cao. Tất nhiên, việc Mỹ và Ukraine đang tuyên bố ngược chiều nhau về tình hình xung quanh nhà máy Zaporizhzhia chưa hẳn cho thấy hai bên đang mâu thuẫn. Nó cũng có thể là một cách để đánh lạc hướng dư luận công chúng của thế giới. Điều đáng nói là những diễn biến này cực kỳ phức tạp và căng thẳng, đến mức mà các đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp lên Liên Hợp Quốc, tuyên bố rằng Nga trong mọi trường hợp sẽ không bao giờ có ý định phá hủy nhà máy Zaporizhzhia, đặc biệt là nhấn mạnh đây là khu vực do chính họ đang kiểm soát. Những diễn biến này phù hợp với áp lực ngày càng gia tăng đối với Ukraine để tạo ra một số kết quả khi hội nghị thượng đỉnh NATO đang cận kề. Cuộc họp sắp tới của NATO tại thủ đô Vilnius của Litva trong 3 ngày, từ 11 đến ngày 13 tháng 7 hẳn sẽ rất gay gắt. Ba Lan tiếp tục yêu cầu Đức phải trả tiền bồi thường chiến tranh từ Thế chiến thứ 2. Mỹ đang chìm trong lạm phát nợ nần. Một nước Pháp đang bùng cháy với tình trạng hỗn loạn chính trị và xã hội. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang cực kỳ phẫn nộ với Thụy Điển về vụ đốt kinh Koran tại Stockholm. Rõ ràng là NATO cần mất nhiều thời gian để đoàn kết và thống nhất, cũng như không có bằng chứng nào về sự đồng thuận ngày càng gia tăng trong việc cung cấp thêm tiền và vũ khí cho Ukraine, mà điển hình nhất là thành viên NATO Hungary, khi nước này đang kêu gọi châu Âu ngừng gửi bất cứ thứ gì khác đến Ukraine. Và giờ đây, chúng ta cùng phân tích một số diễn biến đối với các đồng minh của Ukraine. Hungary tuyên bố Ukraine không thể chiến thắng. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg tại Diễn đàn Kinh tế của ta, Thủ tướng Hungary Orbán lập luận rằng nỗ lực quân sự của Ukraine sẽ tiêu tan và việc phương Tây gửi thêm viện trợ sẽ chỉ dẫn đến nhiều người chết hơn. Thủ tướng Orbán nói, về mặt cảm xúc, đó là một bi kịch. Tất cả trái tim của chúng tôi đều hướng về người Ukraine, nhưng tôi đang nói chuyện với tư cách là một chính trị gia. Người nên cứu mạng sống của người dân, không có cơ hội nào cho Ukraine để chiến thắng trong cuộc chiến này. Hungary là quốc gia EU và là thành viên của NATO, vẫn luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Putin, đang chặn một đợt viện trợ tài chính trị giá 500 triệu euro của EU dành cho Ukraine. Nước này cũng phản đối các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Như vậy có thể thấy, quan điểm của Thủ tướng Hungary trái ngược với hầu hết đồng minh phương Tây của Ukraine, vốn luôn ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Kiev để phản công giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ khỏi tay người Nga. Việc nhà lãnh đạo Hungary nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine đã bị các nhà phê bình phương Tây chỉ trích là tương đương với việc kêu gọi Ukraine đầu hàng. Quan điểm hạn chế viện trợ vũ khí của Thủ tướng Hungary cho Ukraine, trong khi lại củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Nga, đã làm trầm trọng thêm căng thẳng với các đồng minh của Hungary ở EU và NATO. Tất nhiên, Hungary không phải là nhân tố duy nhất khiến NATO trở nên lỏng lẻo.
Cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra được hơn một tháng, đã cho công chúng thế giới chứng kiến những cỗ xe tăng Leopard của Đức và Challenger của Anh được phương Tây ca tụng là bất khả chiến bại, nay lại bị thiêu rụi trên các cánh đồng Ukraine bởi vũ khí của người Nga. Như Thủ tướng Hungary Orbán nhận định hôm 2 tháng 7 trước các sĩ quan cảnh sát trẻ của nước ông rằng, chúng ta đang đi trước thời đại khi các quốc gia yếu sẽ biến mất và những quốc gia mạnh sẽ tồn tại. Do đó, chúng ta phải củng cố tuyến phòng thủ và các tổ chức thực thi pháp luật của mình mỗi ngày. Rõ ràng, những cảnh tượng rực lửa tại nước Pháp đang cho thấy tình trạng bất ổn xã hội lan rộng khó kiểm soát khi bạo lực lan rộng sang cả Bỉ và Thụy Sĩ là một bài học cho tất cả các thành viên châu Âu và Hungary không phải là ngoại lệ. Có lẽ đây mới chỉ là bước khởi đầu khi các nền kinh tế châu Âu suy thoái, mọi thứ sẽ còn trở nên bạo lực hơn. Pháp tàn hoàng, bạo lực lan sang các nước láng giềng. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đúng khi nói về nước Pháp nhiều năm về trước. Ông Trump từng nói rằng, tôi sẽ không đến Pháp bởi vì Pháp không còn là Pháp nữa. Thế giới này tốt hơn hết là hãy cẩn thận và tốt hơn là họ nên trở nên cứng rắn và thông minh. Khi tình trạng bất ổn ở Pháp bùng phát sau vụ cảnh sát giết chết một thiếu niên gốc Bắc Phi tiếp tục kéo dài một tuần, rõ ràng là mọi thứ đang diễn ra không giống như các quan chức Pháp đổ lỗi cho phương tiện truyền thông xã hội. Đây là hệ quả khi Pháp thu hút hàng triệu người di cư với tốc độ quá nhanh mà không có kế hoạch để cho họ hòa nhập. Những kẻ bạo loạn đã nhắm mục tiêu vào các tòa nhà thành phố, tòa thị chính và thư viện ở nhiều thành phố lớn khác nhau. Các cửa hàng đã bị cướp phá và mọi thứ đã nổ ra trên toàn quốc khi chính phủ triển khai 40.000 cảnh sát để dập tắt bạo lực. Khoảng 200 sĩ quan đã bị thương chỉ riêng trong một đêm ở ngoại ô Nantes của Paris, nơi thiếu niên gốc Bắc Phi bị bắn chết. Tình trạng bất ổn tồi tệ đến mức Tổng thống Macron đã rời hội nghị thượng đỉnh EU tại Bruxelles và hủy chuyến thăm tới Đức. Video và hình ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cuộc bạo loạn tại Pháp đã gây sốc cho toàn thế giới. Không chỉ đập phá, tấn công cảnh sát, những kẻ bạo loạn còn định ám sát cả gia đình thị trưởng Vincent Gilbrand ở khu vực ngoại ô phía nam của Paris. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne tuyên bố không có gì biện minh cho bạo lực đã xảy ra tại Pháp. Tất nhiên, bà Thủ tướng Borne nói rất đúng. Cướp bóc các cửa hàng, đốt cháy các tòa nhà và tấn công cảnh sát, các chính trị gia không phải là phản ứng điển hình đối với những người đau buồn trước cái chết của một thanh niên bị cảnh sát giết chết, mà đó là sự bất mãn và phẫn nộ tiềm ẩn trong lòng xã hội Pháp. Các cuộc bạo loạn mới nhất trên khắp nước Pháp đã chia rẽ hầu hết mọi thành phần trong xã hội Pháp thành các phe đối cực. Một bên là ủng hộ tình trạng bất ổn như một hình thức phản đối sự phân biệt chủng tộc của cảnh sát, trong khi phía bên phản đối lên án sự tham gia của các băng nhóm tội phạm. Có nhiều lý do để lý giải về vụ bạo loạn này, trong đó bao gồm chi phí sinh hoạt tăng cao, các vấn đề xã hội ngày càng trầm trọng ở khu vực đô thị và đặc biệt là các cuộc tranh luận về sự phân biệt chủng tộc đối với những người nhập cư vào Pháp. Tất nhiên, Pháp sẽ phải mở một cuộc điều tra để xác định chính xác điều gì đã xảy ra trong những tình huống dẫn đến việc cảnh sát giết chết nghi phạm 17 tuổi, người gốc Algeria. Giờ đây khi mọi thứ đều bị gắn nhãn phân biệt chủng tộc, cảnh sát Pháp trở nên miễn cưỡng thực hiện hành động quyết đoán vì sợ rằng làm như vậy có thể tạo ra một đợt bất ổn khác trên toàn quốc. Tuy nhiên, thách thức đối với xã hội Pháp là một số thành viên nhập cư lại là băng nhóm tội phạm. Đó là lý do mà tại sao các sĩ quan cảnh sát phải thực hiện rất cẩn thận trong quá trình điều tra và hoạt động, để tránh bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này của Pháp về cơ bản cũng giống như tại Mỹ và đang ngày càng trở nên thành tiêu chuẩn ở khắp phương Tây. Trong khi đó, các báo cáo trên mạng xã hội cho thấy bạo lực đang lan sang các nước láng giềng, Thụy Sĩ và Bỉ. Và trong một báo cáo đáng sợ vào năm 2021, 25 tướng lĩnh đã nghỉ hưu của Pháp đã cảnh báo Tổng thống Macron trong một bức thư ngỏ rằng nước Pháp đang đứng trước cuộc nội chiến vì dòng người di cư. Vậy Tổng thống Macron đã làm gì để đáp lại? Ông dọa trừng phạt những quân nhân tại ngũ ký vào bức thư ngỏ, bởi vì Tổng thống Macron còn đang mải phiêu lưu ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine, trong khi phớt lờ viễn cảnh quốc gia của ông bị cày nát bởi nạn nhập cư vô tội vạ. Rõ ràng, Pháp không phải là một quốc gia mạnh, và ngay cả với cường quốc số 1 là Mỹ, cũng đang gặp phải nhiều vấn đề xã hội, mà nổi cộm nhất là tình trạng kinh tế ảm đạm. Người Mỹ cảm nhận nỗi đau tài chính bởi lạm phát. Nhiều người Mỹ đang cảm thấy nỗi đau tài khóa trong năm nay khi lạm phát tiếp tục tấn công. Giá thực phẩm, nhà ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phương tiện đi lại tiếp tục tăng cao hơn, trong khi tiền lương của người dân lại không thể đủ chi trả.
Khoảng 52% người Mỹ tham gia vào cuộc thăm dò của USA Today cho biết nước Mỹ quá đắt đỏ để sinh sống. Ngoài ra, thì theo một báo cáo mới của trung tâm khảo sát Pew, thì cứ 10 người Mỹ thì có đến gần 7 người cho biết lạm phát và nền kinh tế ngột ngạt là những vấn đề hàng đầu của quốc gia hiện nay. Đa số mọi người nói với trung tâm khảo sát Pew rằng lạm phát là một vấn đề rất lớn. Jen Lewis, cựu giám đốc kiểm soát tiền tệ thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết sức chi tiêu của người dân Mỹ đã bị giảm thiểu. Trong khi ấy, Matt Yandy, nhà kinh tế trưởng của Moody Analytics cho biết ngày nay, một hộ gia đình Mỹ điển hình đã phải chi trả thêm khoảng 768 đô la cho việc mua hàng hóa và dịch vụ hàng tháng so với năm 2020 do lạm phát tăng cao. Chuyên gia kinh tế này đã chấm điểm B cho nền kinh tế Mỹ, trong khi cựu giám đốc kiểm soát tiền tệ thuộc Bộ Tài chính Mỹ Jen Lewis cho biết chính phủ Mỹ phải tìm những công cụ mới để chế ngự lạm phát, bởi vì khi tăng lãi suất, những người bị tổn thương nhiều nhất là những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình. Và điều đó thật không công bằng cho họ. Như vậy có thể thấy, trong khi người dân Mỹ đang phải vật lộn với giá cả sinh hoạt tăng cao, thì chính quyền Joe Biden vẫn tiếp tục sử dụng tiền thuế của người dân để gửi hàng tỷ đô la cho chính quyền Kiev, với mục đích tiếp tục kéo dài xung đột tại Ukraine. Tất nhiên, chỉ có giới tài phiệt kinh doanh vũ khí Mỹ là trở nên giàu có, trong khi những người dân Mỹ phải è cổ nộp thuế để vỗ béo cho một nhóm tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu yêu thích chiến tranh. Phương Tây mừng hụt. Rõ ràng là chính quyền Biden đã có một vài ngày huy hoàng trong tuần cuối tháng 6 vừa qua. Mọi thất bại mang tính thảm họa đang diễn ra ở Ukraine đã nhanh chóng bốc hơi trên các bản tin thế giới và được thay thế bằng cuộc nổi dậy của Prigozhin. Tất cả mọi trọng tâm bình luận, bàn tán đều truyền từ cuộc phản công thất bại của Ukraine sang mối đe dọa của Prigozhin đối với quyền lực của Tổng thống Putin. Như New York Times đã nói, cuộc nổi dậy làm dấy lên câu hỏi nhức nhối, liệu Putin có thể mất đi quyền lực hay không? Trong khi đó, Washington Post vội vã nhận định rằng Putin đã nhìn thấy vực sâu thẳm hôm thứ Sáu. Một ngày sau cuộc binh biến vào ngày 25 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhanh chóng xuất hiện trên chương trình Face Nation của đài CBS. 16 tháng trước, các lực lượng Nga đã từng nghĩ rằng họ sẽ xóa sổ Ukraine khỏi bản đồ với tư cách là một quốc gia độc lập. Nhưng mà giờ đây, vào cuối tuần qua, họ đã phải bảo vệ Moscow chống lại những người lính đánh thuê do chính Putin tạo ra. Đó là một thách thức trực tiếp đối với quyền lực của Putin. Nó cho thấy những vết nứt thực sự. Nhưng chỉ 3 ngày sau, vào ngày 28 tháng 6, người Nga đã thấy Tổng thống Putin có mặt tại thành phố Derbent, thủ phủ của Cộng hòa Dagestan ở miền nam nước Nga, cách Moscow khoảng 2.000 km. Cộng hòa Dagestan là nơi có số đông người Hồi giáo sinh sống. Điều đáng nói là hình ảnh trong video cho thấy người dân nơi đây đã nồng nhiệt chào đón ông. Liệu có bao nhiêu nhà lãnh đạo phương Tây có thể giành được sự đón tiếp như vậy, đặc biệt là vùng đất Hồi giáo tại Nga, nơi mà phương Tây trong 3 thập kỷ qua đã đổ rất nhiều tiền bạc để cố gắng khơi dậy sự thù hận và chia rẽ Liên bang Nga và chống lại nhà lãnh đạo của nước này. Điều kỳ lạ hơn nữa là quyền lực của ông Putin được khẳng định sau sự kiện binh biến này, trong khi truyền thông phương Tây đều cho rằng Tổng thống Putin đã mất quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông bị suy yếu nghiêm trọng. Phương Tây rõ ràng đã hụt hẫng khi vụ binh biến tại trung tâm nước Nga đã được dọn dẹp một cách nhanh chóng và tài tình dưới sự lãnh đạo của ông Putin. Tất nhiên, phương Tây cũng nhận thức ra rằng bất kỳ sự tác động nào của bên ngoài nhằm thay đổi chính quyền Nga cũng đồng nghĩa với chiến tranh. Vì vậy mà Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã vội vàng gọi điện cho Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin để phân bua rằng Prigozhin không phải là người của CIA. Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin như sau. Giám đốc CIA William Burns đã lặng lẽ liên hệ với người đồng cấp Nga sau cuộc binh biến thất bại của lãnh đạo tập đoàn Wagner Prigozhin để đưa ra thông điệp rằng Hoa Kỳ không liên quan đến tình trạng hỗn loạn nội bộ của Nga. Có thể nói, đây là cuộc liên lạc cấp cao hiếm hoi giữa Mỹ và Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Vậy thì vì sao mà chính quyền Biden phải nhanh chóng chủ động liên lạc với Nga? Có lẽ Nhà Trắng muốn báo hiệu cho Putin và nhóm thân cận của ông ta rằng Mỹ không có vai trò gì trong động thái của Prigozhin và tìm cách gây căng thẳng ở Nga. Và đây là vấn đề nội bộ của nước Nga. Lưu ý là vụ binh biến bắt đầu từ hôm 22 tháng 6, diễn ra vỏn vẹn chỉ trong 3 ngày và chỉ cách nửa năm là tới ngày Tổng thống Putin dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống vào tháng 12 năm 2023, khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Như vậy có thể thấy, cuộc binh biến được giới quan sát phương Tây nhận định là cuộc đảo chính,
thực chất chính là một phần trong kế hoạch của phương Tây nhằm làm mất uy tín của Tổng thống Putin, tiến tới làm mất cơ hội để ông đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Khi mà nhà lãnh đạo Nga phải đối mặt với tình hình nội bộ phản loạn và cuộc chiến bên ngoài nước Nga đang kéo dài hơn dự kiến. Vậy thì liệu phương Tây có đang hụt hẫng hay không? Và Vladimir Putin sẽ sớm bị thất sủng như họ kỳ vọng hay không? Đấu trường khốc liệt, Putin đạt tín nhiệm cao. Kẻ thù trong lòng nước Nga và phương Tây đều tin rằng cú sốc của binh biến sẽ buộc Tổng thống Putin phải rút lui khỏi cuộc đua quyền lực vào năm 2024. Nhưng điều bất ngờ là tín nhiệm của Tổng thống Putin không những suy giảm mà còn tăng cao ngay sau cuộc binh biến. Giới quan sát tin rằng việc Tổng thống Putin phá bỏ các hoạt động kinh doanh béo bở của ông chủ tập đoàn Wagner cũng như làm trong sạch Bộ Quốc phòng và quân đội Nga đã làm tín nhiệm của ông tăng cao. Kết quả của cuộc thăm dò thú vị mới nhất này do chính các tổ chức ủng hộ Ukraine tiến hành được đăng tải trên truyền thông dòng chính phương Tây, càng khẳng định thêm vị thế của Tổng thống Putin. Ngạc nhiên là với câu hỏi nếu Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tấn công vào Kiev, nhưng có tới 64% người Nga khẳng định sẽ ủng hộ ông, 39% cho biết chắc chắn sẽ ủng hộ ông và 25% sẽ ủng hộ. Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận của Nga trong 2 tuần qua không có bằng chứng nào cho thấy niềm tin của cử tri đối với Tổng thống Putin bị lung lay. Trong một cuộc thăm dò khác của Trung tâm Khảo sát Leveda hôm 29 tháng 6 cho thấy, sự chấp thuận của công chúng đối với Tổng thống Putin đang trên mức 80% như một năm về trước. Công chúng Nga tin rằng cuộc xung đột tại Ukraine là do Mỹ và NATO gây ra và thất bại của Ukraine trên chiến trường được người Nga hiểu là thất bại của Mỹ và NATO. Biểu đồ đánh giá tín nhiệm Tổng thống Putin mới nhất cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 8 năm ngoái, tỷ lệ này đã tăng từ 82% lên 83%, sau đó giảm xuống 77% vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó thì tỷ lệ này đã hồi phục ở mức 83% vào tháng 2, 82% vào tháng 3 và 81% vào tháng 6. Như vậy thì có thể thấy, bất chấp nội bộ nước Nga xảy ra các sự cố, thì chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Putin vẫn ở mức rất cao mà chưa có bất kỳ nhà lãnh đạo phương Tây nào có thể đạt được. Giờ đây, Tổng thống Putin đã nắm trong tay gần như toàn quyền kiểm soát 4 tỉnh của Ukraine, bao gồm Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia. Giả sử không có phép màu nào để Ukraine có thể lật ngược tình thế trên chiến trường, thì mọi việc bây giờ đều tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Putin. Và phương Tây không có cách gì ngoài việc tiếp tục cuộc chiến tiêu hao hoặc phải đồng ý các điều khoản của Nga nếu muốn một lệnh ngừng bắn và tiến tới các cuộc đàm phán để kết thúc chiến tranh. Vào năm 2024 được cho là một năm đặc biệt khi cả Nga, Mỹ và Ukraine đều bước vào một cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ không có cuộc bầu cử nào trong khi Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật. Nếu không có biến cố gì, thì với chỉ số tín nhiệm cao trên 80% như hiện nay, Tổng thống Putin có khả năng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Còn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cuộc bầu cử vào năm tới sẽ rất gay gắt. Ngay cả tờ Washington Post, vốn được coi là kênh truyền thông của Đảng Dân Chủ vào hôm 20 tháng 6 cũng thừa nhận như sau. Những con số đằng sau việc Biden không được ưa chuộng là điều dễ hiểu. Giống như Donald Trump, ông ấy nhận được sự ủng hộ gần như toàn cầu trong chính đảng của mình, nhưng hầu như không có sự ủng hộ nào từ đảng đối lập và con số khủng khiếp giữa những người độc lập. Nhận định trên cho thấy, Biden, giống như các tổng thống trước đây của Đảng Dân Chủ, đang gặp khó khăn khi ông chỉ nhận được 33% cử tri độc lập tán thành và chỉ có 4% trong số các đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông. Không chỉ nhận định Tổng thống Mỹ không nhận được chỉ số tín nhiệm cao trong nước, mà tờ Washington Post cũng nhận định rằng các cử tri ở Anh, Pháp và Canada cùng nhiều quốc gia khác cũng không hài lòng với các nhà lãnh đạo của họ. Rõ ràng, thảm họa ở Ukraine và những tác động chính trị của cuộc xung đột là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Đảng Dân Chủ và một số đảng viên Cộng hòa luôn ủng hộ Tổng thống Biden ném nhiều tỷ đô la vào Ukraine. Sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ đối với cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ cho thấy đảng này ngày càng xa rời người dân và phục vụ cho giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, bao gồm tổ hợp vũ khí và năng lượng. Như vậy có thể thấy, Mỹ và đồng minh châu Âu, đặc biệt là Anh, từng kỳ vọng rằng cuộc chiến tiêu hao tại Ukraine sẽ khiến Tổng thống Nga mất chức, cũng như đất nước của ông sớm sụp đổ. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Chống Nga khiến Vương quốc Anh bất ổn. Còn nhớ vào hồi tháng 3, nước Mỹ đã chứng kiến sự sụp đổ của ba ngân hàng lớn khi người dân Mỹ rút tiền ồ ạt. Vào hôm 29 tháng 6 vừa qua, tờ Financial Times đưa tin rằng một khoản tiền dòng 4,6 tỷ bảng Anh đã được rút ra từ các ngân hàng và hiệp hội xây dựng vào tháng 5. Đây là mức rút tiền cao nhất kể từ năm 1997.
Theo các chuyên gia nhận định rằng, nguyên nhân khiến người Anh rút số tiền kỷ lục là do họ đang tìm kiếm lãi suất cao hơn ở nơi khác để có thêm tiền thanh toán các hóa đơn sinh hoạt. Tờ Financial Times cho biết, các hộ gia đình Anh đang phải đối mặt với lạm phát tăng cao ở mức 8,7% trong tháng 5. Và con số rút tiền kỷ lục 4,6 tỷ bảng cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng mọi người đang dồn vào khoản tiết kiệm dư thừa được tích lũy trong đại dịch để duy trì mức sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt bị siết chặt. Như vậy có thể thấy, người dân Anh đang phải đối mặt với lạm phát tăng cao và đang phải rút tiền tiết kiệm ở các ngân hàng trong nước để gửi tới các ngân hàng nước ngoài có lãi suất cao hơn. Điều đáng nói là với tốc độ rút tiền kỷ lục như tháng 5 vừa qua thì vấn đề chỉ còn là thời gian khi nhiều ngân hàng Anh sẽ phải đối mặt với việc phá sản. Một khi người dân tiếp tục rút tiền ồ ạt vào các tháng kế tiếp. Nếu điều này xảy ra, sẽ đẩy nước Anh vào một vòng luẩn quẩn của giá cả tăng vọt, tiết kiệm ít hơn và ngân hàng sẽ sụp đổ ngày càng gia tăng. Trong khi nước Anh chìm sâu vào lạm phát, thì chính phủ nước này vẫn gửi hàng tỷ bảng tiền vũ khí cho Ukraine. Sau quyết định của chính phủ Anh cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, giới quan sát đã đặt ra nhiều câu hỏi rằng liệu chính phủ Anh có lợi ích gì trong cuộc chiến chống lại Nga. Theo tờ Daily Mail, thì Anh sở hữu khoảng 700 đến 1.000 quả tên lửa Storm Shadow. Được biết, mỗi quả tên lửa này trị giá 2,5 triệu bảng Anh. Và nếu chính phủ Anh chỉ gửi đi một nửa trong số 1.000 tên lửa, thì chi phí đã lên tới hơn 1 tỷ bảng Anh. Và câu hỏi đặt ra là, liệu các nhà lãnh đạo Anh có đánh giá rủi ro đối với những nguy cơ mà người dân Anh sẽ phải đối mặt nếu Nga hành động trả đũa? Kể từ cuộc xung đột Ukraine diễn ra vào tháng 2 năm ngoái, người Anh đã chứng kiến ba đời thủ tướng, bao gồm Boris Johnson, Liz Truss và Rishi Sunak. Cả ba nhà lãnh đạo này đều ủng hộ leo thang xung đột bằng cách tăng cường viện trợ tài chính, vũ khí hạng nặng và huấn luyện binh sĩ cho Ukraine. Rõ ràng là người Anh không có lợi ích chiến lược hay kinh tế khi đứng về một bên trong cuộc chiến xung đột Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Anh lại trở nên hăng hái nhất chỉ sau Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nga. Quân đội Anh rời chiến trường Afghanistan cùng với Mỹ vào năm 2021 để tập trung vào Ukraine vì những lý do không thể giải thích. Tại Afghanistan, mỗi năm chính phủ Anh tiêu tốn khoảng 1 tỷ đô la, nhưng tại Ukraine đã chứng kiến mức chi tiêu kỷ lục khoảng 4,6 tỷ bảng Anh chỉ trong hơn một năm vừa qua. Một trong số nhiều lý do khiến nước Anh lâm vào tình trạng khốn đốn là do các biện pháp trừng phạt và chính sách thù hằn với nước Nga. Nhiều người đồng ý quan điểm rằng Ukraine sẽ đồng ý hòa bình với Nga nếu dòng chảy vũ khí từ các quốc gia như Anh và Mỹ chấm dứt. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, EU đã góp tiền mua vũ khí sát thương trong một cuộc xung đột lên tới 3,5 tỷ euro tính đến tháng 6 này. Bất chấp thực tế là các công dân châu Âu đang gặp khó khăn về kinh tế. Rõ ràng là chính quyền Kiev càng được trang bị nhiều vũ khí thì cuộc xung đột sẽ càng kéo dài và tổn thất cho cả hai bên sẽ càng lớn. Đơn giản là Ukraine không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Nền kinh tế của Ukraine đã sụp đổ hoàn toàn, hơn 8 triệu người dân đã rời khỏi đất nước của họ. Chi phí tái thiết cho Ukraine được Ngân hàng Thế giới ước tính là vào khoảng 411 tỷ đô la. Và ai sẽ là người trả khoản tiền khi Ukraine đang nợ nần chồng chất? Đất nước Ukraine về cơ bản tồn tại được cho đến nay là nhờ nguồn tài trợ từ các quốc gia khác. Vậy thì ai đang được hưởng lợi ích từ việc giúp Ukraine? Ai đang được hưởng lợi từ cuộc chiến Ukraine? Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã bán lãnh thổ của mình cho quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, BlackRock của Mỹ, khi một biên bản ghi nhớ được ký kết tại Washington giữa Bộ Kinh tế Ukraine và Công ty Tư vấn Thị trường Tài chính BlackRock. Ila Kiva, cựu nghị sĩ Quốc hội Ukraine viết trên Telegram như sau: Zelensky đã bí mật bán Ukraine. Trên thực tế, thỏa thuận này là một vụ mua bán trực tiếp lãnh thổ Ukraine. Có điều là tài sản đất đai của Ukraine bán cho các nhà đầu tư phương Tây không phải là với giá cao nhất mà là với giá rẻ mạt nhất. Giờ đây, hơn một nửa diện tích đất canh tác của Ukraine thuộc sở hữu của các tập đoàn nông nghiệp toàn cầu, bao gồm gã khổng lồ nông nghiệp Mỹ Cargill, Tuban và Monsanto, hiện sở hữu 17 triệu hecta đất canh tác ở Lugansk, Ukraine. Và điều đáng nói là vốn cổ phần của bộ ba gã khổng lồ nông nghiệp này được kiểm soát bởi quỹ BlackRock và các quỹ đầu tư khác của Mỹ là Vanguard và Blackstone. Các quỹ này đều được kiểm soát bởi giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu với những cái tên nổi bật như George Soros, Warren Buffett và Bill Gates. Chính quyền Kiev sẽ trả tiền mua vũ khí của Mỹ và Anh bằng cách nào và trả ơn các nhà tài trợ phương Tây như thế nào? Cách đơn giản nhất là phải chăng là cắt đất để bán, để trả ơn? Nếu thế thì khẩu hiệu đấu tranh vì quyền dân chủ,
vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine của chính quyền Biden hay của Thủ tướng Anh Rishi Sunak là sáo rỗng. Có vẻ như Mỹ, Anh và một số quốc gia châu Âu khác muốn sử dụng những người lính Ukraine để làm bia đỡ đạn, làm suy yếu nước Nga, và họ không quan tâm đến phúc lợi của người dân Ukraine cũng như người dân của chính họ. Sự tham gia nhiệt tình của Vương quốc Anh trong cuộc xung đột tại Ukraine đã làm suy yếu ảnh hưởng của Anh trên toàn thế giới, và vô hình chung đã đẩy nước Nga dân chủ theo Cơ đốc giáo đến gần hơn với Trung Quốc vô thần. Trong khi đó, vị thế của London ngày càng trở nên mờ nhạt trước một Bắc Kinh ngày càng quyết đoán trong vấn đề Hồng Kông và Đài Loan. Rõ ràng là nguồn năng lượng giá rẻ của Nga đã giúp EU và Anh có được nền công nghiệp vững mạnh và chi phí sinh hoạt giá rẻ, cũng như dễ dàng thích nghi hơn với các chính sách năng lượng thân thiện với môi trường. Nhưng giờ đây, những mục tiêu đó sẽ trở nên khó khăn hơn bởi chi phí tăng cao. Chớ trêu thay, cuộc xung đột này ngày càng kéo dài, thì ngày càng có nhiều khả năng Ukraine sẽ không còn là một quốc gia nữa. Năm khu vực đã bỏ phiếu bao gồm Crimea đã trở thành một phần của Nga và khó có thể thay thế. Khi Mỹ và Anh tiếp tục trang bị cho Ukraine vũ khí tầm xa hơn, điều đó đồng nghĩa với Nga sẽ cần mở rộng kiểm soát nhiều lãnh thổ Ukraine để bảo vệ an ninh của chính họ. Tình thế khó khăn của Ukraine lúc này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Nga nếu chính quyền Kiev có những quyết định khôn ngoan. Ukraine có thể giữ được gần như toàn vẹn lãnh thổ vào tháng 4 năm ngoái nếu như Tổng thống Zelensky ký kết hòa bình với Nga. Nhưng để Ukraine trở nên điêu tàn với nhiều nấm mộ mọc lên trên khắp đất nước, thì lỗi trước tiên là thuộc về Tổng thống Zelensky. Đặc biệt là do thỏa thuận vào tháng 4 năm 2022 của ông với Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson. Thủ tướng Boris Johnson đã đột ngột xuất hiện tại Kiev, mang đến hai thông điệp cho chính quyền Tổng thống Zelensky. Đó là không được thương lượng với Putin và Zelensky phải tiếp tục cuộc chiến. Boris Johnson đã hứa với Tổng thống Zelensky rằng Vương quốc Anh sẽ cùng phương Tây sát cánh cùng với Ukraine trong cuộc chiến này và khẳng định sẽ ở đó lâu dài để hỗ trợ thu hồi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, miễn là Kiev ngừng đàm phán với Moscow. Hiện có quan điểm rằng NATO đã đi ngược lại với mục đích thành lập và các nguyên tắc của chính mình và đang hành động chống lại lợi ích an ninh và phúc lợi của các quốc gia thành viên. Có vẻ như NATO đã bị giới tinh hoa chủ nghĩa toàn cầu lợi dụng tổ chức quân sự này cho một mục đích riêng của họ. Điều này giúp lý giải vì sao chính quyền Biden và Boris Johnson đã nhanh chóng thỏa hiệp với Taliban, vội vã rút quân ra khỏi Afghanistan và đẩy hàng triệu người dân nước này phải đối mặt với nguy hiểm. Khi quyền bầu cử, dân chủ, các quyền cơ bản của con người và quyền của phụ nữ tại Afghanistan đã bị đe dọa bởi các đạo luật hà khắc của Taliban. NATO cũng từ chối giúp đỡ các tổ chức kháng chiến chống lại Taliban, nhưng mà lại hào phóng rót hàng tỷ đô la vào Ukraine để chống lại nước Nga. Và đó là điều rất đáng để suy ngẫm. NATO sẽ làm gì cho Ukraine? Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius chỉ còn 6 ngày nữa sẽ diễn ra và tình hình ở Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. Một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn là sự xác nhận của Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua khi ông nói rằng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa thành công vào trụ sở của cơ quan tình báo Ukraine ở thành phố Sumy hôm 3 tháng 7. Ông viết trên Telegram như sau: "Thật không may, nhà nước của chúng tôi chưa có đủ số lượng hệ thống phòng không chất lượng cao để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi. Kẻ thù đang lợi dụng điều này bằng cách thực hiện một cuộc tấn công khủng bố khác vào thành phố Sumy bằng máy bay không người lái của Iran, đặc biệt là vào các tòa nhà dân cư cũng như tòa nhà của cơ quan an ninh Ukraine. Hậu quả của những cuộc tấn công này là có người bị thương và có rất nhiều người đã chết." Như vậy có thể thấy, hệ thống phòng không của Ukraine đã bất lực trước các đòn đánh của Nga. Còn nhớ thì Tổng thống Zelensky đã từng khẳng định rằng hệ thống phòng không của Ukraine được phương Tây trang bị đã đánh bại mọi tên lửa, kể cả tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái của Nga. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky đã xác nhận có các sĩ quan an ninh của nước này đã chết và bị thương. Đây là một dấu hiệu cho thấy Kiev đang lo lắng về một tương lai không chắc chắn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky không phải là người duy nhất báo hiệu sự thay đổi thái độ đối với thực tế của cuộc chiến. Richard Hatch, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, một tổ chức tư vấn chính sách uy tín nhất của Mỹ, mới đây đã quyết định từ chức. Trong một cuộc trò chuyện trên tờ New York Times vào hôm 1 tháng 7, ông Richard Hatch đã nêu đích danh quốc gia đang thực sự là mối đe dọa của an ninh toàn cầu. Khi được phóng viên New York Times hỏi về một số vấn đề thế giới khiến ông mất ngủ như Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, biến đổi khí hậu,
khủng bố quốc tế, mất an ninh lương thực hay là đại dịch Covid-19? Thì câu trả lời của Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ đã gây kinh ngạc cho nhiều người. Tờ New York Times viết như sau: Tiến sĩ Hart đã đưa ra một kết luận đáng lo ngại. Đâu là mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất đối với an ninh của thế giới hiện nay? Mối đe dọa khiến ông mất ngủ là quốc gia nào? Và câu trả lời đó chính là Mỹ. Như vậy chúng ta có thể thấy, ngay cả người đứng đầu tổ chức tham vấn chính sách đối ngoại lâu đời nhất của Mỹ cũng thừa nhận rằng những gì mà chính quyền Biden và một số chính quyền tiền nhiệm đã và đang thực thi chính là tác nhân gây nguy hiểm cho an ninh thế giới. Trở lại cuộc xung đột hiện nay, Mỹ và NATO đang thực hiện những gì tại Ukraine? Dường như là Mỹ và Anh vẫn đang nỗ lực gây áp lực quân sự nhiều hơn đối với Nga và nhiều khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, tiêm kích F-16 và cả bom chùm. Điều này đang gây tranh cãi trong dư luận quốc tế vì có khoảng 120 quốc gia trên thế giới đã cấm bom chùm bởi mức độ nguy hiểm của chúng. Bởi vì khi phân tán một số lượng nhỏ bom chùm cũng có thể giết người hàng loạt trên một khu vực rộng lớn. Có điều, nếu Mỹ và Anh tiếp tục tăng cường vũ khí cho Ukraine thì Nga có thể sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào trung tâm ở Ukraine, nghĩa là đánh vào các sở chỉ huy quân sự đầu não do các sĩ quan NATO phụ trách. Điển hình gần đây nhất chính là vụ tấn công vào một nhóm lính đánh thuê, bao gồm cả các chuyên gia, sĩ quan nước ngoài tại Kramatorsk. Nhìn chung là Ukraine sẽ phải dồn nỗ lực phản công mang tính tự sát hơn nữa khi mà hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius diễn ra vào trung tuần tháng 7 tới. Nhiều nguồn tin quân sự của Nga và Ukraine đều nhận định rằng trong vài ngày tới, chiến trường sẽ khá khốc liệt khi mà Ukraine buộc phải đẩy mạnh các cuộc tấn công lớn với mục tiêu là giành được ít nhất một chiến thắng lớn để có được một quân bài đàm phán, và Ukraine có thể cho những quan chức NATO thấy rằng họ vẫn đang chiến đấu và đáng được tài trợ. Nhưng mà phương Tây, hay nói chính xác hơn là NATO, hiện đang ở trong một tình thế khó khăn và bối rối khi không thể tìm ra được một chiến lược khả thi cho Ukraine để giành chiến thắng. Một loạt các bài báo cáo và tuyên bố của các quan chức phương Tây đã xác nhận điều này. Theo tờ New York Times, đã chỉ trích việc Nga sử dụng không công bằng các vành đai rừng phòng thủ và bãi mìn. Trong khi đó, tờ Forbes đã bày tỏ sự hoài nghi về quy mô thất bại của những cỗ xe tăng và thiết giáp của NATO đã bị Nga tiêu diệt trong nháy mắt. Khi mà các nhà hoạch định chính sách của NATO về cơ bản đã hết ý tưởng, thì các nhóm chuyên gia tư vấn NATO hiện đang làm việc hết công suất để cố gắng tìm ra cách vượt qua tuyến phòng thủ chuyên sâu nổi tiếng của Nga. Thực tế, The Washington Post đã thừa nhận rằng Ukraine chỉ còn rất ít thời gian trước khi bế tắc xảy ra. Và trong khi đó, nhà báo huyền thoại người Mỹ Seymour Hersh đã phanh phui vụ chính quyền Biden cho kích nổ đường ống Nord Stream, đã nhận định rằng với tốc độ chiến đấu như hiện tại thì Ukraine sẽ mất 117 năm nữa mới giành lại được lãnh thổ của họ. Trong khi đó, thì vào hôm ngày 1 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Matt Milley, đã thừa nhận cuộc phản công của Ukraine hứng chịu tổn thất và diễn ra chậm chạp hơn dự kiến. Vị tướng này tuyên bố Ukraine sẽ mất 6, 8 hoặc 10 tuần, và đây là một cuộc tấn công kéo dài và rất đẫm máu. Nhưng lưu ý rằng, đã tròn 4 tuần trôi qua kể từ khi chính quyền Kiev phát động cuộc tấn công vào hôm 4 tháng 6, Ukraine đang gặp thất bại nặng nề và sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Vấn đề đáng nói ở đây là NATO hiện giờ hoàn toàn chưa có cách gì để gỡ gạc được bàn thua này cho Ukraine. Rõ ràng, học thuyết cuộc chiến trên không và trên bộ của NATO, trong đó tập trung ưu thế sức mạnh không quân và các cuộc tấn công thọc sâu vào hậu phương kẻ thù, đã không thể được áp dụng trong cuộc chiến này. Và đây là lý do giải thích vì sao NATO không còn là tổ chức thống nhất và đoàn kết như Mỹ đã từng tuyên bố, khi mà một số thành viên NATO, tiêu biểu là Hungary, đã công khai tuyên bố rằng Ukraine không thể chiến thắng. Trong khi đó, thì một số nhà lãnh đạo châu Âu đang lặng lẽ bí mật tìm kiếm kênh liên lạc với Nga và thể hiện quan điểm rằng châu Âu không thể thịnh vượng nếu không có Nga. Nói cách khác, việc cô lập và tẩy chay Nga không còn được coi là một chiến lược khả thi của NATO. Bài học nhãn tiền chính là Pháp và Anh hiện giờ đang phải trải qua thời điểm vô cùng khó khăn. Mà sâu xa hơn, đó là do nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng, do giá năng lượng tăng cao. Nga hay phương Tây, ai đang cần phải cầu hòa? Giờ đây thì cựu Ngoại trưởng Ba Lan Wojciech Kowalski đã công khai tuyên bố trên truyền thông Ba Lan rằng phương Tây vẫn sẽ hợp tác kinh doanh với Nga bất chấp những lời hứa với Ukraine. Ông nói, mặc dù nhiều nhà lãnh đạo phương Tây lập luận rằng họ sẽ không quay lại làm ăn với Nga sau chiến tranh như đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng cách tiếp cận kinh doanh như bình thường có thể thắng thế
bởi vì nhiều nước, đặc biệt là Đức, lại rất cần tới Nga. Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Wojciechowski tiết lộ rằng phương Tây chỉ chờ thời điểm xung đột kết thúc để khôi phục mối quan hệ thương mại với Nga. Ông nói, hiện tại thì chúng ta đang chứng kiến quá trình thuyết phục Ukraine đóng băng cuộc xung đột, duy trì tình trạng như năm 2015, và sau đó ký kết một thỏa thuận với Nga. Theo chính trị gia này, các nước phương Tây cần có sự hợp tác với Nga, mà Đức, đầu tàu kinh tế của châu Âu là một ví dụ, khi mà ngành công nghiệp của Đức đang rất cần một mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Tuy nhiên thì có hai vấn đề cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, người Nga chắc chắn sẽ không đồng ý với đóng băng xung đột để rơi vào bẫy lừa của phương Tây như thỏa thuận Min 2, là cơ hội để NATO câu giờ nhằm tái vũ trang cho Ukraine. Thứ hai, chính Nga chứ không phải châu Âu mới là bên sẽ quyết định đưa ra các điều kiện kinh doanh đối với EU. Trong đó, nhiều khả năng Nga sẽ buộc EU phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Rõ ràng là không giống như tờ Foreign Policy nhận định hồi đầu năm 2023 rằng nền kinh tế thế giới không cần phải có Nga. Nhưng trên thực tế là việc mất nguồn cung năng lượng giá rẻ của Nga đang trở thành một vấn đề cấp bách đối với các quốc gia châu Âu và là một trong số các nguyên nhân gây ra lạm phát, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao dẫn đến các vụ bất ổn xã hội. Nước Pháp đang rực lửa với các vụ đập phá, cướp bóc. Trong khi đó, Vương quốc Anh thì đang phải chứng kiến dòng tiền bị rút khỏi các ngân hàng ồ ạt một cách bất thường. Báo hiệu điềm chẳng lành về một vụ đổ vỡ tài chính nguy hiểm đang cận kề. Tất cả đều do các lệnh trừng phạt và chính sách bài Nga của phương Tây. Tất nhiên, người Nga thừa hiểu rằng việc thiếu nguồn cung năng lượng giá rẻ và nguyên liệu khác của họ sẽ khiến các nền kinh tế châu Âu trở nên thiếu bền vững. Theo Bloomberg, gần 30% công ty ở châu Âu có bảng cân đối kế toán yếu kém sau khi các công ty nợ nần chồng chất trong đại dịch Covid-19 và hiện đang phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng do lãi suất và lạm phát tăng cao. Thêm vào đó, những tác động từ các lệnh trừng phạt chống Nga đã khiến nhiều nền kinh tế châu Âu rơi vào suy thoái. Châu Âu đã là như thế, vậy thì Ukraine sẽ như thế nào? Ukraine thiếu mọi nguồn nhân lực, thiết bị để tiến hành một cuộc tấn công bền vững, và những tổn thất nghiêm trọng trong các cuộc tấn công đó không thể nhanh chóng được thay thế bằng lính chính quy có năng lực. Điều này đặc biệt đúng ở cấp chỉ huy cấp cao. Việc tên lửa Nga đang tiêu hao các sĩ quan, tướng lĩnh Ukraine đang buộc Bộ Tổng Tham mưu Ukraine phải thăng chức cho các sĩ quan thiếu kinh nghiệm vào các vị trí chỉ huy mà họ không đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo. Thế giới đang chứng kiến vòng xoáy tử thần của quân đội Ukraine. Điều còn phải xem là liệu NATO có sẵn sàng thừa nhận thực tế này hay không. Trong khi đó, thì khả năng Nga đánh bại Ukraine, quốc gia đang được hỗ trợ bởi NATO, là khá cao. Nga cũng không bị phá sản về kinh tế. Quân đội Nga đã điều chỉnh thành công chiến thuật của mình để chống lại máy bay không người lái, bộ binh và pháo binh của đối thủ. Nga cũng giữ lợi thế trong việc sản xuất đạn pháo. Trong khi đó, các thành viên NATO gặp khó khăn trong việc xây dựng tiềm lực công nghiệp và quân sự của họ. Vì vậy mà hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới khó có thể đưa ra được một tuyên bố chung nhằm tái cam kết NATO chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Một số thành viên NATO như Mỹ và Anh chắc chắn sẽ thúc đẩy để đạt được kết quả đó. Nhưng những thành viên khác sẽ tỏ ra giảm nhiệt tình với chính sách như vậy. Nước Pháp đang trải qua bất ổn xã hội nghiêm trọng. Và Đức, nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, đang phải đối mặt với quá trình phi công nghiệp hóa. Liệu sẽ tiếp tục chống lại Nga hay là muốn cầu hòa với họ? Nếu như không có Nga, nền kinh tế châu Âu sẽ rối loạn. Nhưng nếu không có châu Âu, thì Nga sẽ có các thị trường khác thay thế. Ấn Độ nhập dầu Nga kỷ lục, tiến trình phi đô la hóa nhiều hơn. Vào sáng sớm ngày hôm qua, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu đơn phương thêm một tháng nữa, tức là ít nhất là cho đến tháng 8. Ngay lập tức, đồng minh OPEC cộng của họ là Nga cũng tuyên bố rằng sẽ tự nguyện kéo dài thời gian cắt giảm dầu thêm 500.000 thùng trên mỗi ngày tới tháng 8 để đảm bảo thị trường dầu vẫn cân bằng. Tin tức này đã khiến giá năng lượng đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong tuần qua, khi dầu Brent tăng lên 76,5 đô trên một thùng, dầu WTI tăng 71,6 đô. Và đương nhiên, khi các loại dầu đồng loạt tăng giá, thì dầu Uran của Nga cũng tăng giá lên theo. Trong khi đó, thì Ấn Độ đang nhập khẩu dầu Nga đạt mức cao kỷ lục. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vostesa, Ấn Độ đã phá vỡ các kỷ lục trước đây về nhập khẩu dầu thô của Nga, với con số 1,96 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5 vừa qua. Và đây là mức cao chưa từng có. Chỉ riêng nhập khẩu dầu từ Nga của Ấn Độ đã cao hơn mức nhập khẩu 1,7 triệu thùng trên một ngày của 4 nhà cung cấp lớn nhất cho Ấn Độ cộng lại, bao gồm Iraq, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ.
Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Ấn Độ trong nhiều tháng nay và đã vượt qua Iraq để trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho năm tài chính 2023. Dầu của Nga hiện chiếm tới 42% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ, cao hơn nhiều vào thời điểm trước khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022. Nhưng tin tức quan ngại hơn là các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thay vì đồng đô la Mỹ để thanh toán một số loại dầu nhập khẩu từ Nga. Reuters hôm 3 tháng 7 trích dẫn các nguồn tin cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã buộc Nga và khách hàng của họ phải tìm giải pháp thay thế cho đồng đô la để thanh toán. Nói cách khác, chính việc vũ khí hóa đồng đô la của Mỹ đang buộc các nước tìm giải pháp thay thế đồng đô la, và đây chính là quả đắng đối với chính quyền Biden. Indian Oil Corporation là tập đoàn năng lượng lớn của Ấn Độ và là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga. Vào tháng 6 vừa qua đã trở thành nhà máy lọc dầu đầu tiên thanh toán một số giao dịch mua dầu của Nga bằng đồng nhân dân tệ. Ngoài ra, có ít nhất 2 trong số 3 nhà máy lọc dầu tư nhân của Ấn Độ cũng đang thanh toán hàng nhập khẩu của Nga bằng đồng nhân dân tệ. Tất nhiên là Trung Quốc cũng chuyển sang thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch nhập khẩu từ Nga. Nga cũng trở thành quốc gia vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong quý đầu tiên năm nay. Không chỉ vậy, vào hôm 30 tháng 6, Reuters đưa tin Argentina đã hoàn trả khoản vay cho quỹ tiền tệ trị giá 2,7 tỷ đô la mà không sử dụng đồng đô la, mà thay vào đó là đồng nhân dân tệ. Trong ba ví dụ trên, thì Ấn Độ và Trung Quốc là hai ví dụ gần nhất cho thấy cách mà các quốc gia không thuộc phương Tây đã làm phá sản kế hoạch vũ khí hóa đồng đô la của Mỹ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là thế giới sẽ nhanh chóng loại bỏ được đồng đô la, mà là không ai tính đến việc quá trình phi đô la hóa lại diễn ra nhanh như vậy. Đó là tin tức không hề thích thú đối với Mỹ và cho thấy các biện pháp trừng phạt Nga đang phản tác dụng. Lôi kéo Ấn Độ từ bỏ Nga là vô ích. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, thì Mỹ đã tiến hành nhiều động thái lôi kéo Ấn Độ đứng về phía phương Tây nhằm cô lập Nga. Nhưng sau 16 tháng nỗ lực gây áp lực lên Ấn Độ, Mỹ cuối cùng đã nhận ra sự vô ích trong việc buộc quốc gia Nam Á này trở thành chư hầu. Điều này thể hiện qua hai bài báo gần đây nhất được đăng tải trên truyền thông hàng đầu của Mỹ. Nhà báo nổi tiếng Ấn Độ Pat Khadut có bài viết trên tờ Washington Post hồi cuối tháng 6 như sau. Xin lỗi nước Mỹ, Ấn Độ sẽ không bao giờ là đồng minh của bạn. Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường quan hệ quốc tế Elliott của Đại học George Washington ngay sau đó cũng nhận định trên tờ Time rằng Ấn Độ không phải là đồng minh của Mỹ và chưa bao giờ muốn trở thành đồng minh. Lưu ý là cả hai tờ báo này đều được coi là tiếng nói ủng hộ chính quyền Biden và được các quan chức Nhà Trắng thường xuyên đọc. Mặc dù đây chỉ là quan điểm riêng của hai tác giả và được nhận định một cách độc lập dựa trên chuyên môn của họ, nhưng mà rõ ràng, những quan điểm này như vậy đã cho thấy Mỹ và NATO đã thất bại trong việc bao vây và bài trừ Nga. Tuy nhiên, bài viết nổi bật nhất chính là của chuyên gia hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng tại Mỹ là Ashley Tellis, được đăng trên tờ báo danh tiếng Foreign Affairs có tiêu đề Cú đặt cược tồi tệ của Mỹ vào Ấn Độ hồi đầu tháng 5 vừa qua. Bài viết này đã được thảo luận rộng rãi tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ khi mà chuyên gia Ashley Tellis làm rõ chính xác chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bài viết đã xua tan ảo tưởng của các quan chức Nhà Trắng rằng Ấn Độ sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào đối với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Bài viết đã xua tan ảo tưởng của các quan chức Nhà Trắng rằng Ấn Độ sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ tin rằng việc Mỹ xuất khẩu vũ khí sang Ấn Độ, tổ chức các cuộc tập trận chung với nước này sẽ khiến Ấn Độ trong tương lai mặc nhiên trở thành quốc gia ủy nhiệm chống Trung Quốc, giống như Ukraine chống Nga. Chuyên gia Tellis nhận định rằng chính quyền Biden sai lầm khi đặt hy vọng vào việc Ấn Độ có thể cùng tầm nhìn về trật tự quốc tế giống như Mỹ. Nhưng mà trên thực tế, chính sách trung lập của Ấn Độ đối với cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga ở Ukraine đã thu được những lợi ích chiến lược to lớn, giúp nước này trở thành một cường quốc đang trỗi dậy trên toàn cầu. Ấn Độ nổi lên như một quốc gia lãnh đạo đối với các quốc gia Nam bán cầu trong bối cảnh sắp xảy ra sự chia rẽ trong quan hệ quốc tế, chia thế giới thành hai cực. Giới quan sát nhận định Mỹ đã thất bại trong việc tiếp cận Ấn Độ bằng cách lôi kéo nước này từ bỏ Nga. Rõ ràng là Ấn Độ đang thực thi một cách uyển chuyển quyền tự chủ chiến lược cùng chính sách đối ngoại độc lập của mình. Và đây là thành tựu vô song của Thủ tướng Modi, vốn có quan hệ rất thân thiết với Tổng thống Putin.
và với đà này, thế giới đơn cực đang trong những ngày tháng suy tàn. Không dễ phá hủy nhà máy Zaporizhzhia. Để một kế hoạch cơ già trở thành hiện thực, thì những vấn đề xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Để định hình câu chuyện phù hợp về sự cố và hậu quả hạt nhân, bao gồm các cuộc diễn tập phòng hộ cũng như các tuyên bố của các quan chức Kiev. Kênh Telegram Resident cho biết, Ukraine có thể lên kế hoạch khiêu khích tại nhà máy từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 7, để sự kiện này trở thành ngòi nổ ở phương Tây và thay đổi hoàn toàn chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Trong khi đó, thì truyền thông phương Tây như Newsweek, Reuters, Financial Times, New York Times đã đồng loạt dự báo về một thảm họa hạt nhân mà Ukraine cáo buộc sẽ do Nga gây ra. Thêm nữa, Kiev còn tuyên truyền rằng người dân Zaporizhzhia trong khu vực do Ukraine kiểm soát đang đến các cửa hàng siêu thị để tích trữ đồ trước mối đe dọa hạt nhân. Tuy nhiên, loại trừ giả thuyết người Nga cho nổ tung nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia như phía Ukraine cáo buộc, thì một cuộc tấn công trực diện vào nhà máy để gây ra một thảm họa hạt nhân giống như sự cố Chernobyl là cực kỳ khó khăn. Sự cố Chernobyl được cho là một trường hợp hiếm hoi khi toàn bộ lò phản ứng hạt nhân bị thổi bay do áp suất quá cao bởi sai sót kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư kỳ đó. Tuy nhiên, tại nhà máy Zaporizhzhia thì rất khó để tiếp cận lò phản ứng hạt nhân này. Để hiểu được sự khác biệt giữa nhà máy hạt nhân Chernobyl và Zaporizhzhia thì truyền thông Ukraine cho biết lò phản ứng VVER-1000 tại nhà máy Zaporizhzhia được coi là an toàn hơn và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với các lò phản ứng kiểu RBMK tại nhà máy điện Chernobyl. Đặc biệt là lò phản ứng tại Zaporizhzhia nằm ở giữa một hình trụ cao hơn 50m, đường kính 45m và có độ dày lên tới 1,2m. Ngoài ra, tờ này còn cho biết, trong trường hợp các lò phản ứng vẫn vận hành bình thường mà hệ thống làm mát lò phản ứng gặp sự cố, thì lõi hạt nhân trong lò phản ứng có thể tan chảy trong khoảng 2 tiếng 40 phút. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là vụ tai nạn được mô phỏng này là tại một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động chứ không phải là dừng hoạt động. Nhưng có điểm cần lưu ý là người Nga cũng đã cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động kể từ ngày 9 tháng 6 và đưa tổ máy thứ 5, cũng là tổ máy cuối cùng của nhà máy vào trạng thái tắt nguội. Như vậy có thể thấy, loại lò phản ứng được sử dụng tại nhà máy Zaporizhzhia được coi là an toàn hơn nhiều so với lò phản ứng tại Chernobyl, do bình chịu áp lực nhỏ hơn nhiều được đặt ở trung tâm của tòa nhà có chiều cao 50m với đường kính 45m và tường dày 1,5m. Vì vậy mà việc tên lửa chọc thủng tòa nhà này và đánh trúng thành công hình trụ nhỏ của lò phản ứng được cho sẽ là rất khó khăn nếu không có các cuộc tấn công tên lửa liên tiếp đánh vào cùng một tâm điểm. Vì vậy, giả thuyết Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa phá hủy lò phản ứng hạt nhân dường như là không khả thi. Lưu ý là một cảnh báo đáng báo động cho rằng lực lượng Ukraine có kế hoạch dùng máy bay thả đạn chất thải phóng xạ hoặc sử dụng tên lửa có độ chính xác cao tốc trao U với đầu đạn chứa đầy chất thải phóng xạ. Mục đích là cố tình phát tán bụi phóng xạ hạt nhân lấy từ các nhà máy điện hạt nhân khác ở miền nam Ukraine rồi đổ vấy cho Zaporizhzhia. Mặc dù Kiev khó có thể phá hủy được lò phản ứng đặt trong nhà máy, nhưng lại có thể dễ dàng phá hủy các thùng chứa chất thải hạt nhân của nhà máy được đặt ngoài trời, mặc dù vẫn còn nghi vấn về mức độ phóng xạ đối với chất thải đã qua sử dụng này. Vậy thì liệu những cảnh báo về một cuộc tấn công cờ già tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia có đúng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng Ukraine sẽ không cần phải tạo ra một thảm họa thực sự ở nhà máy Zaporizhzhia, bởi vì các phương tiện truyền thông dòng chính phương Tây sẽ đáp ứng tất cả những câu chuyện mà Mỹ và NATO yêu cầu. Điều trùng hợp là người ta đã phát hiện một chiếc máy bay đánh hơi hạt nhân của Mỹ đã bay đến châu Âu rất đúng lúc. Vào đầu giờ chiều ngày 1 tháng 7, một chiếc máy bay VKC-135 của Không quân Hoa Kỳ đã xuất hiện ở Địa Trung Hải. VKC-135 hay còn được gọi là Concern Phoenix là một loại máy bay trinh sát khí quyển. Mục đích chính của nó là thu thập các mẫu không khí để phía Mỹ phân tích sự hiện diện và các thành phần của các tác nhân hóa học và sinh học. Do vậy, máy bay đánh hơi hạt nhân của Mỹ chỉ cần đo được bức xạ trôi dạt từ vùng lân cận xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia thì một chiến dịch truyền thông phủ sóng toàn cầu sẽ được kích hoạt ngay lập tức để phục vụ cho các chương trình nghị sự của NATO vào trung tuần tháng 7 tới. Rõ ràng là nếu chính quyền Kiev có thể thực hiện một cuộc tấn công liều lĩnh vào nhà máy Zaporizhzhia thì Ukraine không thể đơn thương độc mã thực hiện được mà phải có sự trợ giúp của phương Tây. Lưu ý, vào hôm 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow và các khu vực khác bên trong nước Nga sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và NATO. Quân đội Nga cho biết họ đã bắn hạ 5 máy bay không người lái tấn công Moscow vào hôm 4 tháng 7 và không có thương vong nào được báo cáo trong vụ tấn công này. Không rõ
liệu Mỹ và NATO có cho phép các cuộc tấn công bằng UAV vào bên trong lãnh thổ Nga hay không, nhưng có những dấu hiệu cho thấy các cường quốc phương Tây có liên quan theo một cách nào đó. Sau các cuộc tấn công bằng UAV vào các căn cứ không quân của Nga vào tháng 12 năm ngoái, tờ Asian Times đã trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết các UAV này đã sử dụng dữ liệu GPS của vệ tinh Mỹ để tấn công các mục tiêu. Thiết bị quân sự của Mỹ cũng đã được sử dụng trong các cuộc tấn công ở khu vực Belgorod của Nga vào hôm 22 tháng 5 vừa qua, khi những kẻ bạo loạn đã sử dụng xe bọc thép của Mỹ và súng trường của NATO. Tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Biden không còn lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ làm leo thang chiến tranh. Mỹ trước đây lo lắng rằng các hoạt động như vậy có thể dẫn đến một cuộc tấn công của Nga vào các thành viên NATO. Tuy nhiên, những nhận định này của Nhà Trắng cũng tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ trước một Vladimir Putin luôn cẩn trọng và khó đoán, đặc biệt là khi Điện Kremlin nhận thấy Mỹ và NATO đang dung dưỡng và khuyến khích chính quyền Tổng thống Zelensky ngày càng trở nên liều lĩnh hơn. Zelensky có trở thành phiên bản của Saakashvili hay không? Vào hôm 3 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga đang cố ý tiêu diệt cựu Tổng thống Georgia, ông Saakashvili, khi những hình ảnh tiều tụy của ông trong tù bắt đầu lan truyền trên truyền thông dòng chính phương Tây. Sau lời khai video mới nhất của ông, chính quyền Kiev cho rằng cựu Tổng thống Saakashvili đã bị tra tấn và Tổng thống Zelensky kêu gọi chính phủ Georgia bàn giao ông cho Kiev. Được biết, cựu Tổng thống Georgia nhận quốc tịch Ukraine vào năm 2019 và lãnh đạo Hội đồng Cải cách Quốc gia Ukraine từ tháng 5 năm 2020. Ông Saakashvili cũng từng giữ chức Tổng thống Georgia vào giai đoạn 2004-2008. Ông bị Tòa án Georgia kết án vắng mặt vì tội lạm dụng chức vụ năm 2018 và lĩnh án 6 năm tù. Điều trớ trêu là không ai khác mà chính phương Tây đang phải chịu trách nhiệm về tình huống khó khăn này của cựu Tổng thống Saakashvili. Trở ngược lại quá khứ, xung đột Nga-Georgia có nguồn gốc từ căng thẳng liên quan đến vùng lãnh thổ Nam Saakashvili và Abkhazia, hai khu vực muốn ly khai khỏi Georgia để trở thành các nước Cộng hòa độc lập dưới sự ủng hộ của Moscow. Xung đột vũ trang kéo dài cho tới khi Nga, Georgia và Nam Ossetia đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1992, cho phép Nam Ossetia duy trì quyền tự trị dưới sự giám sát của lực lượng gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ. Tuy nhiên, tình hình khu vực đã nóng trở lại khi ông Saakashvili trở thành Tổng thống Georgia vào năm 2004. Ông Saakashvili được cho là một người có quan điểm thân phương Tây và muốn đòi lại Nam Ossetia. Nhưng ý tưởng thu hồi Nam Ossetia của ông đã bị chính người dân nơi đây bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý. Vào năm 2008, chính phủ Georgia tỏ ra giận dữ khi Nga tăng cường quan hệ với Nam Ossetia, trong khi ở chiều ngược lại, Điện Kremlin đã không hài lòng với tham vọng gia nhập EU và NATO của Georgia. Lưu ý là trước đó, lãnh đạo NATO đã mời mọc cam kết sẽ đưa Georgia tham gia gối quân sự này tại cuộc họp ở Bruxelles vào tháng 7 năm 2008. Tổng thống Saakashvili khi ấy đã được các nhà bảo trợ phương Tây ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Nam Ossetia. Cuộc tấn công mà ông được phương Tây đảm bảo sẽ dẫn đến thành công và có thể nhanh chóng chiếm lại các khu vực ly khai. Tuy nhiên, phía Nga đã được lãnh đạo Nam Ossetia yêu cầu bảo vệ, đã bắt đầu can thiệp quân sự trong một trận chiến kéo dài 5 ngày, dẫn đến việc Georgia mất hoàn toàn lãnh thổ Nam Ossetia và mất thêm khu vực Abkhazia sau khi Điện Kremlin công nhận hai khu vực này là các quốc gia có chủ quyền và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Tương tự như vậy, Tổng thống Zelensky đã được các nhà bảo trợ phương Tây cổ vũ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Donetsk và Luhansk, nơi ông cũng được NATO đảm bảo rằng sẽ kết thúc thành công và thu hồi nhanh chóng khu vực Donbass này. Nhưng chiến dịch đặc biệt của Nga vào tháng 2 năm 2022 đã ngăn chặn điều này vào phút chót. Không những không giành lại được Donbass, mà giờ đây Kiev còn mất thêm Kherson và Zaporizhia. Sau khi 4 khu vực bỏ phiếu gia nhập Nga vào tháng 9 năm ngoái, cuộc xung đột tại Ukraine đã diễn ra ác liệt trong 16 tháng qua, không giống như cuộc xung đột diễn ra chóng vánh trong 5 ngày tại Georgia. Nhưng dự báo cũng giống như Georgia, cuộc chiến này sẽ kết thúc với thất bại của Ukraine. Cuộc phản công của Kiev do NATO hậu thuẫn sau một tháng phát động đang hứng chịu tổn thất nặng nề và ngay cả các quan chức Ukraine cũng phải thừa nhận và bắt đầu bào chữa cho điều này. Chủ tịch Ủy viên Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul từng cảnh báo vào đầu tháng 6 rằng nếu Kiev không đáp ứng được các kỳ vọng của phương Tây thì có thể dẫn đến việc cắt giảm hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Rõ ràng, Tổng thống Zelensky biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Điều này đã được chứng minh bằng việc gần đây ông đã thúc giục quân đội của mình phải đạt được ít nhất một số kết quả trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào tuần tới.
Trước đó, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích kỳ vọng của những nhà tài trợ phương Tây với đài BBC vào cuối tháng 6 vừa qua. Còn đội ngũ quan chức thân tín của ông cũng phẫn nộ, gọi phương Tây là đạo đức giả. Trong khi đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tướng Zaluzhny đã bực bội tuyên bố rằng việc phương Tây chỉ trích cuộc phản công của Ukraine là chậm chạp và xa lầy là không đúng. Khi ông cho biết, mỗi ngày từng mét đất đều được cho đi, rằng cuộc phản công có thể không nhanh chóng như mong muốn của phương Tây, nhưng đó là vấn đề của họ. Như vậy có thể thấy, chính quyền Tổng thống Zelensky bắt đầu nhận ra thực tế là Ukraine có khả năng sẽ không được mời gia nhập NATO vào lúc này. Đáng tiếc là Kiev đã lãng phí hàng chục nghìn sinh mạng để giành lại lãnh thổ, mà lẽ ra ngay từ đầu họ đã không bị mất nếu không nghe theo phương Tây nhằm tái dựng kịch bản Georgia khiến Nga phải ra tay ngăn chặn trước. Hơn nữa, Tổng thống Zelensky có thể đã ngăn chặn được việc sáp nhập hai vùng Kherson và Zaporozhye vào Nga nếu có đủ quyền tự chủ, tự quyết, không để Mỹ và Anh phá hoại tiến trình hòa bình vào tháng 4 năm ngoái, dẫn đến một hiệp ước hòa bình với Nga trước khi mọi thứ đổ bể. Do đó, chính quyền Tổng thống Zelensky đang ở trong tình trạng còn tồi tệ hơn nhiều so với Georgia, vì Ukraine đã bị tàn phá hoàn toàn. Nhưng để cuộc chiến kéo dài 16 tháng với quá nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng, tài sản bị phá hủy và mất 4 khu vực vào tay người Nga, có khả năng sẽ khiến sinh mệnh chính trị của Tổng thống Zelensky trở nên mong manh. Để duy trì tầm ảnh hưởng đối với Ukraine ngay cả sau khi xung đột kết thúc, sẽ không ngạc nhiên nếu phương Tây áp dụng kịch bản thay ngựa giữa dòng, với nhiều khả năng sẽ đưa các quan chức quân sự nổi tiếng như Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Zaluzhny lên lãnh đạo đất nước. Ngay cả khi Mỹ vẫn hậu thuẫn Tổng thống Zelensky tiếp tục nắm quyền vì lợi ích quốc tế, thì ông cũng sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để duy trì quyền lực cũng như tái tranh cử. Dù bằng cách nào, tương lai chính trị của Tổng thống Zelensky sẽ bị hủy hoại ngay khi Mỹ và NATO buộc ông phải đàm phán hòa bình. Cựu Tổng thống Saakashvili đã bị chính quyền Georgia bỏ tù vì lạm dụng quyền lực của mình theo lệnh của Mỹ. Đất nước của ông cũng bị thua trong cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây với người Nga vào năm 2008 và buộc ông phải sống lưu vong. Vào năm 2021, ông đã trở về Georgia khi một chính phủ có sự tự chủ hơn lên nắm quyền. Tất nhiên, cựu Tổng thống Saakashvili đã bị cảnh sát Georgia bắt giữ ngay sau khi về nước do ông bị kết án vắng mặt 6 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ và đã bị đưa ra trước tòa công lý vừa qua. Cũng có phần giống như cựu Tổng thống Saakashvili, Tổng thống Zelensky cũng đã lạm dụng quyền lực khi ban hành lệnh cấm 11 đảng đối lập trong nước, nhưng lại cho phép những thành viên có tư tưởng phát xít như các đảng Svoboda, Rostov cũng như tiểu đoàn tân phát xít Bandera, Azov và các tổ chức quân sự cực đoan khác phát triển. Tổng thống Zelensky cũng nghe theo lệnh của phương Tây tấn công vùng Donbass và đang trên con đường thất bại trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga. Do đó, Tổng thống Zelensky cũng có thể chịu số phận tương tự như cựu Tổng thống Saakashvili nếu ông bị thất sủng và chọn cách ở lại Ukraine. Đất nước Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, trên thực tế đã bị phương Tây lợi dụng một cách tàn nhẫn để theo đuổi mục tiêu làm suy yếu nước Nga nhằm duy trì vị thế đơn cực. Nhưng thay vì giữ vững chính sách đối ngoại trung lập, tự chủ như Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi, thì Tổng thống Zelensky đã phục vụ mục đích cho phương Tây thay vì cho đất nước của mình. Liệu Tổng thống Zelensky có bị loại bỏ bằng cách này hay cách khác, giống như cựu Tổng thống Saakashvili hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tuy nhiên, khả năng phương Tây sẽ áp dụng kịch bản thay đổi chế độ là khá cao khi cuộc phản công của Kiev thời điểm này đang trở thành một trong những sự sỉ nhục tồi tệ nhất của Mỹ và NATO trong các cuộc xung đột 3 thập kỷ trở lại đây, khi nhiều vũ khí tối tân của phương Tây đã bị Nga vô hiệu hóa. Storm Shadow đã bị vô hiệu hóa. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Nga thường xuyên bắn hạ được các tên lửa Storm Shadow khi nhiều đoạn video bắn hạ mới đã được công bố. Cũng như nhiều bức ảnh mới cho thấy, một trong những tên lửa bị bắn hạ vẫn còn khá nguyên vẹn. Tất cả các bộ phận nhạy cảm nhất như đầu đạn gắn radar tự dẫn đều còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là các kỹ sư Nga sẽ có một chiến lợi phẩm với việc phục hồi thiết bị này. Lưu ý là trước đó, đã có video xuất hiện vào tuần trước cho thấy hệ thống tên lửa Panzer S1 của Nga giao chiến với tên lửa Storm Shadow của Anh. Trên video có thể thấy rõ đường viền của Storm Shadow trên thiết bị theo dõi hồng ngoại của Panzer. Đoạn video đã tạo ra nhiều tranh cãi về việc liệu Panzer có thực sự bắn hạ tên lửa Storm Shadow hay không. Tuy nhiên, một video khác cho thấy cảnh quay về cú đánh gần đây của Storm Shadow vào cây cầu Chonga ở phía bắc Crimea cho thấy tốc độ của loại tên lửa này là cực kỳ nhanh so với các tên lửa hành trình thông thường khác. Trên thực tế, tốc độ của Storm Shadow gần giống với tên lửa KH-22 huyền thoại của Liên Xô khi có tốc độ đạt gần Mach 5.
Vì vậy, loại tên lửa này là mục tiêu khó đánh chặn, không chỉ do tốc độ nhanh mà còn do đường bay thấp và sử dụng vật liệu hấp thụ radar trong thiết kế. Sự xuất hiện của Storm Shadow trên chiến trường đã trở thành một thách thức mới đối với lực lượng vũ trang Donetsk, nhưng giờ đây cũng đã bị người Nga tìm ra cách khắc chế. Thêm nữa, Ukraine cũng ít có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng Storm Shadow liên tục. Ví dụ, sân bay Berdyansk tràn ngập các máy bay của Nga và căn cứ không quân Berdyansk nằm cách không xa cầu Chogang, nhưng chưa có căn cứ nào trong số này bị tấn công, vì nơi đây được người Nga đã xây dựng một mạng lưới tích hợp dày đặc các hệ thống phòng thủ S-300 và S-400, hệ thống tên lửa Panzer, Buk và Tow. Ngoài ra, vụ tên lửa Storm Shadow tấn công cầu Chogang cũng không khiến người Nga quá lo lắng, vì vùng nước của eo biển Chogang khá hẹp để dễ dàng sử dụng hệ thống cầu phao. Storm Shadow được cho là có giá khoảng 2,5 triệu bảng Anh, trong khi đó, cầu phao rẻ tiền có thể thay thế với giá chỉ vài trăm đô. Đó là một cuộc chiến tiêu hao mà Ukraine sẽ không bao giờ chiến thắng. Trong khi đó, Leopard vẫn tiếp tục bị phá hủy, bao gồm cả thiết giáp Bradley với tháp pháo bị xé toạc hoàn toàn. Đây được cho là một cảnh tượng đáng thương cho một cỗ máy từng được phương Tây ca ngợi là bất khả chiến bại. Tất nhiên, Mỹ và NATO không hề muốn thế giới nhìn thấy cảnh tượng này. Nga tăng cường đánh vào trụ sở đầu não. Trong khi giới quân sự và ngoại giao Mỹ vẫn tuyên bố rằng quân đội Nga đã thua và thể hiện phong độ yếu kém, thì mới đây, Nga lại tấn công vào khu vực Học viện Lục quân ở miền Tây thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine. Theo truyền thông Nga, thì thời điểm bị tấn công, học viện này có khoảng 800 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang có mặt tại đó. Trong khi ấy, thì truyền thông Đức cho biết có khoảng 10 tên lửa Kalib được phóng từ Biển Đen đã tấn công vào thành phố vào khoảng 1 giờ sáng hôm 6 tháng 7. Thị trưởng thành phố Anadis Sadovji đã xác nhận đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự của Lviv kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Trong khi phía Ukraine xác nhận hậu quả của cuộc tấn công khiến 10 người chết và 45 người bị thương, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại đáng kể, thì Bộ Quốc phòng Nga lại cho biết cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như những nơi cất giữ xe bọc thép do nước ngoài sản xuất đã đạt được mục đích. Hiện thì chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Ukraine và lính NATO dưới vỏ bọc đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Tuy nhiên, những đoạn quay cho thấy tòa nhà Học viện Lục quân đã bị phá hủy nặng nề. Một góc tòa nhà gần như bị đánh sập, cho thấy mức độ thiệt hại nhân mạng sẽ rất cao nếu các binh sĩ Ukraine và nước ngoài đang trú ngụ trong đó. Trong khi ấy thì những diễn biến tại mặt trận phía đông, cách thành phố miền Tây Lviv hàng nghìn cây số, vẫn đang diễn ra khá khốc liệt. Mỹ ra tối hậu thư cho Kiev. Với cuộc phản công được dự báo có khả năng thất bại, Tổng thống Zelensky hiện đang phải dốc toàn lực thương lượng nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của phương Tây thông qua truyền thông. Cụ thể là vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã có cuộc trả lời phỏng vấn với CNN rằng khi ông nói rất biết ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ đất nước của ông. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông bắt đầu chuyển sang bao biện và trách móc các nhà lãnh đạo châu Âu rằng nhẽ ra Ukraine có thể bắt đầu cuộc phản công sớm hơn, nhưng đã phải phản công muộn hơn dự kiến vì thiếu vũ khí. Tổng thống Zelensky cũng đổ lỗi rằng ở một số khu vực trên chiến tuyến, các binh sĩ của ông thậm chí không chiến đấu tích cực do họ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, cuộc trả lời của ông với CNN đã bị chính nội bộ Kiev không đồng tình. Đơn giản là Ukraine khó có thể phản công sớm, ngay cả khi được trang bị đầy đủ vũ khí của phương Tây, bởi binh sĩ nước này đã bị thương vong lớn trong nỗ lực cố thủ tại Bakhmut. Việc Tổng thống Zelensky liên tục đổ quân vào cỗ máy xay thịt Bakhmut bất chấp phản đối của tướng Zaluzhny đã làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ của quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky đã sai lầm khi tìm kiếm một chiến thắng vô vọng tại Bakhmut và hiện tại tiếp tục đẩy lực lượng Ukraine vào một cuộc phản công khó khăn dưới áp lực của phương Tây. Có thông tin cho rằng chính quyền Biden sẽ ra tối hậu thư tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Trong đó, Kiev phải lấy lại được Melitopol và tiếp cận được tới ranh giới Crimea vào mùa thu này. Đây có thể nói là sứ mệnh bất khả thi nếu xét đến thực lực của quân đội Ukraine vào thời điểm hiện tại. Sau một tháng thất bại trong nỗ lực tiếp cận các tuyến phòng thủ của Nga, phía Ukraine hiện đang phải thay đổi chiến thuật. Có lẽ vì vậy mà thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Daninov đã nói hôm 4 tháng 7 rằng ở giai đoạn chiến sự tích cực này, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy, lực lượng pháo binh và phòng quân của quân đội Nga. Tuy nhiên, không giống như lực lượng Nga, Ukraine không tập trung tiêu hao đối phương trên chiến trường, mà lại sử dụng tên lửa của phương Tây để bắn vào các khu dân cư tại vùng Belgorod và Kursk của Nga, ở thành phố Donetsk tại vùng Donbass. Tất nhiên, chiến tranh tiêu hao là điều mà người Nga đã thực hiện trong hơn một năm qua,
bằng cách tiêu diệt một cách có hệ thống các lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là pháo binh và nguồn cung cấp vũ khí dọc chiến tuyến, cũng như sâu bên trong hậu phương của Ukraine. Rõ ràng, khi hai bên tham gia chiến tranh tiêu hao, thì bên có nhiều tài nguyên hơn sẽ giành chiến thắng. Và trong cuộc xung đột này, chắc chắn đó là Nga. Tuy nhiên, giới lãnh đạo cấp cao Kiev vẫn phớt lờ thực tế và tiếp tục nói dối. Tư lệnh lục quân Ukraine là tướng Alexander Shipkaya đã tweet hôm 5 tháng 7 rằng cuộc phản công đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Bộ chỉ huy Ukraine đảm bảo rằng Bakhmut sẽ được giải phóng và tổn thất của quân Nga sẽ cao từ 8 đến 10 lần so với quân Ukraine. Nhưng thực tế thì đang diễn ra ngược lại. Trong những tháng gần đây, phía Nga đã bắn lượng đạn pháo nhiều gấp 10 lần phía Ukraine. Trong chiến tranh hiện đại thì học thuyết quân sự chỉ ra rằng pháo binh gây ra khoảng 3/4 tổng số tổn thất. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu bên bắn đạn pháo nhiều gấp 10 lần đối phương như Nga phải chăng lại chịu tổn thất cao gấp 8 đến 10 lần như tướng Ukraine tuyên bố? Rõ ràng là tướng Shipkaya hiểu hơn ai hết về các học thuyết quân sự, nhưng ông buộc phải nói dối để không làm mất tinh thần quân đội của ông. Cũng như ông đang phải cố chứng minh với các nhà tài trợ phương Tây rằng quân đội Ukraine vẫn đang chiến đấu rất hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Ukraine đang làm được điều đó. Trong bối cảnh chiến trường đang gặp nhiều bất lợi, thì Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục công du châu Âu để tìm kiếm nguồn cung cấp tài chính và vũ khí mới. Công du thất bại, Bulgaria từ chối viện trợ vũ khí cho Kiev. Trong vài ngày qua, Tổng thống Zelensky đã công du các nước láng giềng. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine tỏ ra kém mặn mà trong việc cung cấp vũ khí mới cho Kiev. Ở Bulgaria, chuyến thăm của Tổng thống Zelensky được gọi là một sự xấu hổ. Vào hôm 6 tháng 7 vừa qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến thăm Bulgaria, nơi ông hội đàm với người đồng cấp Rumen Radev. Tuy nhiên, kết quả của cuộc đàm phán không như Tổng thống Zelensky mong đợi. Thậm chí còn diễn ra khá căng thẳng khi Bulgaria đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tờ Politico ngày hôm qua đã viết như sau. Zelensky đả kích Tổng thống Bulgaria vì nước này phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tờ Politico tường thuật rằng Tổng thống Zelensky đã công kích người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev trong một cuộc trao đổi gay gắt được truyền hình trực tiếp ở thủ đô Sofia. Trong đó, ông đã công khai chỉ trích quan điểm của Tổng thống Radev đối với việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Cuộc họp được cho là cực kỳ căng thẳng khi Tổng thống Bulgaria tỏ ra bất ngờ trước sự phẫn nộ của Zelensky. Vì vậy, ông đã yêu cầu các phóng viên rời khỏi phòng họp. Trong khi, Tổng thống Bulgaria nói rằng việc cung cấp nhiều vũ khí cho Kiev sẽ không giải quyết được cuộc xung đột và sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở mặt trận, thì phái đoàn Ukraine đã ngồi nghe với thái độ lạnh lùng và khinh miệt. Khi Tổng thống Radev đề cập đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, thì Tổng thống Zelensky đã hoàn toàn gạt bỏ đề xuất này. Theo tờ Politico, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Bulgaria vì ông này né tránh lên án Moscow và chỉ gọi cuộc tấn công của Moscow là một cuộc xung đột, chứ không phải là một cuộc chiến xâm lược. Tuy nhiên, để giảm bớt căng thẳng với đồng minh, Tổng thống Zelensky đã hạ giọng khi nói với truyền thông Ukraine như sau. Ông ấy, Tổng thống Bulgaria tin rằng việc viện trợ cho Ukraine là một sự leo thang. Nhưng tôi nghĩ đó là một sự tự vệ. Đây chỉ là sự khác nhau về quan điểm. Tôi sẽ không chỉ trích Tổng thống Bulgaria bởi vì tôi đang đến thăm họ. Tôi tôn trọng nước chủ nhà và sự lựa chọn của ông ấy. Như vậy có thể thấy, chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới các quốc gia thành viên NATO là Bulgaria đã gặp thất bại thảm hại. Có thông tin cho rằng vào tối ngày 6 tháng 7, máy bay chở Tổng thống Zelensky đã hạ cánh xuống thủ đô của Cộng hòa Séc. Kênh truyền hình Séc đưa tin, Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm với Tổng thống Séc Petr Pavel. Ngoài ra, ông dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Petr Fiala, cũng như các nhà lãnh đạo đứng đầu hai viện của Quốc hội Séc. Séc là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự tích cực nhất cho Ukraine. Vì vậy mà nhiều khả năng, nước này vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev. Sau chuyến thăm tới Cộng hòa Séc, thì Tổng thống Ukraine sẽ tới Istanbul, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. Có một điểm đáng chú ý là Tổng thống Zelensky đã đột ngột rời Ukraine và thực hiện chuyến công du bí mật từ các quốc gia Đông Âu. Có thông tin cho rằng, việc Tổng thống Zelensky rời đất nước vào lúc này có thể liên quan đến việc Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Điều này có vẻ trùng hợp khi mà vụ tấn công bằng UAV vào điện Kremlin hồi tháng 5 vừa qua cũng diễn ra vào thời điểm Tổng thống Zelensky bất ngờ có một chuyến công du tới Bắc Âu với lộ trình đầu tiên là Phần Lan. Thời điểm đó, ngay sau sự cố chấn động này, tại Phần Lan, Tổng thống Zelensky đã phủ nhận rằng chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow, chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của chúng tôi không tấn công Putin, chúng tôi để vụ này cho tòa án.
Không rõ là những suy luận này có đúng hay không, nhưng mà chủ đề về một sự cố hạt nhân xung quanh nhà máy Zaporozhye vẫn đang nóng lên theo từng giờ, thì Tổng thống Zelensky lại không ở trong nước giải quyết mà vẫn công du nước ngoài. Như vậy có thể thấy, không chỉ gặp bất lợi trên chiến trường, mà chính quyền Kiev hiện giờ đang phải đối mặt với sự suy giảm nhiệt tình của chính các đồng minh châu Âu trong cuộc chiến chống lại Nga. Ngoài Hungary, Bulgaria, hiện giờ Đức cũng đang tỏ thái độ lập lờ với Ukraine. Bất chấp áp lực, Đức cảnh báo về sự leo thang của phương Tây. Các quan chức hàng đầu của Đức gần đây đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang của phương Tây ở Ukraine và ra dấu hiệu cho thấy Berlin có khả năng sẽ đẩy lùi các đề xuất khiêu khích nhất. Hiện Vương quốc Anh đã cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km. Nhà Trắng cũng chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn lên tới hơn 300 km. Theo Reuters, Ukraine hiện đang yêu cầu Đức hỗ trợ nước này tên lửa tầm xa tàu rớt kép 350. Đây là loại tên lửa phóng từ trên không do Đức và Thụy Điển đồng sản xuất, với tầm bắn tối đa lên tới 500 km. Trước áp lực của Mỹ và Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết nước này vẫn đang cân nhắc việc gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine vì lo ngại vũ khí có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ của Nga. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng tất cả các yêu cầu mà Đức nhận được đều phải được đánh giá cẩn thận. Giới quan sát nhận định, cách tiếp cận thận trọng này của Thủ tướng Scholz cho thấy Đức muốn tránh leo thang hơn nữa trong khu vực. Còn nhớ là vào cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng cảnh báo phương Tây rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bán đảo Crimea có thể dẫn đến cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và NATO. Ông nói, việc sử dụng những tên lửa này bên ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi có nghĩa là Mỹ và Anh sẽ hoàn toàn bị kéo vào cuộc xung đột và sẽ kéo theo các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine. Có thể nói là trong suốt 16 tháng xung đột tại Ukraine, thì Đức liên tục chịu áp lực lớn từ Mỹ, Anh và đặc biệt là Kiev, khi mà chính quyền Thủ tướng Scholz đôi khi tỏ ra miễn cưỡng viện trợ quân sự theo yêu cầu. Tuy nhiên, thì trong nhiều trường hợp, Đức đã nhượng bộ trước yêu cầu của Ukraine. Ví dụ gần đây nhất là Đức đã phản đối việc gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 tới Ukraine. Nhưng mà sau khi Ba Lan, Anh và Mỹ cam kết gửi xe tăng tiên tiến của họ cho Kiev, thì Đức đã đồng ý gửi hàng chục xe tăng Leopard 2 tới chiến trường Ukraine. Có điều, xe tăng Đức đang bị phá hủy trên chiến trường và hiện Kiev đang yêu cầu Berlin thay thế. Trong khi đó, thì xe tăng Abrams của Mỹ vẫn chưa đến Ukraine. Berlin cũng được cho là đang trì hoãn kế hoạch đưa ra mốc thời gian chính thức cho Ukraine trở thành thành viên của NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tuần tới. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Zeit Postpolitik vào hôm 3 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết NATO sẽ không thể xác định các điều kiện để Ukraine gia nhập khối này cho đến khi Ukraine kết thúc xung đột với Nga. Ông Pistorius tuyên bố như sau: "Trong các cuộc gặp gần đây của tôi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một lần nữa chúng tôi nhất trí rằng liên minh không bao giờ được trở thành một bên trong xung đột. Vì vậy mà chúng tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi về việc Ukraine gia nhập NATO chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn ở Ukraine." Bộ trưởng Quốc phòng Đức tiếp tục giải thích rằng Đức cam kết sẽ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine chừng nào mà cuộc xung đột còn tiếp diễn. Ông cho biết Berlin sẽ giao hàng chục xe tăng Leopard 1 cũ hơn cho Kiev trong vài tuần tới. Như vậy có thể thấy, nước Đức vẫn đang cân nhắc gửi tên lửa tầm xa cho Kiev, trong khi tiếp tục cam kết gửi xe tăng Leopard 1 thay vì phiên bản 2 tân tiến hơn. Tất nhiên là người Đức đã chứng kiến Leopard 2 bị vũ khí Nga thiêu rụi trên chiến trường như thế nào, thì Leopard 1 có từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước sẽ chẳng nhằm nhò gì, và chẳng qua đó chỉ là hình thức giúp Đức dọn dẹp kho vũ khí cũ của nước này mà thôi. Những động thái này của Đức đang khiến Tổng thống Zelensky thất vọng, báo hiệu một sự suy giảm nhiệt tình đối với cuộc chiến tại Ukraine ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Các nước Mỹ Latin hiện cũng tỏ rõ thái độ hờ hững đối với Tổng thống Ukraine. Mỹ Latin phản đối Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh CELAC. Trong khi hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 7 tại Litva, cho thấy một số rạn nứt giữa các đồng minh trong việc tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine, thì ngay sau đó, vào ngày 17 và 18 tháng 7 tới, cũng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh khác tại Bruxelles giữa Liên minh châu Âu và cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, gọi tắt là CELAC. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị, cả hai khối EU và CELAC đang tranh cãi nhau về một số đoạn trong dự thảo tuyên bố chung. Cả hai khối châu Âu và Mỹ Latin đã gửi đi gửi lại một số bản thảo của tuyên bố chung. Trong đó, một bên là EU muốn điền thêm một số chi tiết, trong khi phía bên kia lại muốn xóa đi.
Tất nhiên là EU muốn biến hội nghị thượng đỉnh của khối CELAC thành một diễn đàn để lên án Nga và kêu gọi sự ủng hộ đối với Ukraine. Kênh truyền thông nổi tiếng châu Âu là EU Ratip cho biết, trước hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt, các quốc gia Mỹ Latin đã gửi một đề xuất phản đối dài 21 trang đối với các văn bản dự thảo mà các quốc gia thành viên EU đã gửi cho họ vào tháng trước. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, thì dự thảo của EU gửi tới CELAC được cho là bao gồm một số đoạn nhắc tới cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng 33 quốc gia của khối CELAC đã xóa mọi thứ đề cập về Ukraine khi họ gửi lại bản tuyên bố của mình. Thay vào đó, dự thảo của CELAC kêu gọi cả hai khối ủng hộ các giải pháp ngoại giao nghiêm túc và mang tính xây dựng cho cuộc xung đột hiện tại ở châu Âu bằng các biện pháp hòa bình, đảm bảo chủ quyền và an ninh của tất cả chúng ta, cũng như hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực và quốc tế. Kênh truyền thông châu Âu này cũng thừa nhận rằng, trong năm qua, châu Âu đã tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác của họ trên khắp thế giới để tập hợp sự ủng hộ đối với cuộc chiến tại Ukraine. Nhưng phần lớn các quốc gia Mỹ Latin đã nhiều lần tuyên bố họ không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến mà họ coi là vấn đề của châu Âu. Như vậy có thể thấy, trong khi Mỹ và châu Âu nói rằng Nga đang bị cô lập trên thế giới, thì hầu hết các nước Nam bán cầu vẫn thể hiện quan điểm trung lập, mặc dù họ chịu áp lực phải bỏ phiếu phản đối Nga tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không chỉ phản đối việc đưa chủ đề Ukraine vào văn bản tuyên bố chung giữa EU và CELAC, các quốc gia Mỹ Latin còn phản đối sự xuất hiện của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh của khối này. Được biết là Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sancho đã đưa ra lời mời ông Zelensky tới tham dự hội nghị. Truyền thông châu Âu cho biết như sau, một điều gây khó chịu nữa trước thềm hội nghị thượng đỉnh chung là xung quanh sự kiện về sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Người ban đầu nhận được lời mời từ Tây Ban Nha nhưng đã bị từ chối sau khi các nhà lãnh đạo Mỹ Latin phản đối. Trong khi đó, thì truyền thông Ukraine cho biết rằng Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Mỹ Latin và Argentina ủng hộ công thức hòa bình của Ukraine. Trong đó, ông nhấn mạnh việc cô lập Nga là rất cần thiết. Ông Zelensky nói, chúng tôi đã đề xuất công thức hòa bình và chúng tôi muốn tất cả các quốc gia đoàn kết ở đó. Nhưng muốn là một chuyện, mà để ý muốn đó của Tổng thống Zelensky trở thành hiện thực thì còn khá xa vời. Trong khi các thành viên EU và NATO đang cố gắng tập hợp đồng minh của họ để lên án chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, thì đại đa số các quốc gia thế giới đã từ chối lời kêu gọi lên án và cô lập Moscow. Mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia Mỹ Latin đã phát triển trong những năm gần đây, và khu vực này đang được hưởng lợi từ việc châu Âu tẩy chay năng lượng của Nga. Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, người Nga hiện đang chuyển hướng sang các thị trường Mỹ Latin, nơi đang rất cần nhiên liệu, trong đó có nhiên liệu diesel. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.